phân đoạn 156 đến 158 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt-tha-ya. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ. Thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền để vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thụ, sa thụ. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và bài học hôm nay, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 35 tiểu kinh Sakkaccha Chula Sakkaccha Sutta, phân đoạn 156 đến 158 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya. Nam mô Bụt-tha-ya. Kính lễ chư Tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, mặc dù không nói ra lời nhưng mà đa số chúng ta trong việc học cũng như việc tu thì thường dựa vào lý lẽ của tranh luận. Nhưng mà trong lý lẽ của tranh luận thì nó cũng có một cái cạm bẫy rất là lớn, là đôi khi cái sự ưa thích tranh luận nó chỉ là dẫn chúng ta đến cái chỗ lý sự mà không có thể hiểu rõ vấn đề. Ở trong câu chuyện này, chúng ta nói về một người tên là Sakkaccha, có khẩu tài và được biết là một người lý luận rất là giỏi, bởi vì ông lý theo thường tình và đạo Nigantha thì có rất nhiều điều dựa trên cái thường tình mà khiến cho người ta cảm thấy dễ chấp nhận. Và một trong những giáo lý mà tương đối khó cho người ta tiêu hóa đó là giáo lý vô ngã. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đọc trở lại một bài kinh Sakkaccha tiểu kinh. Qua đó chúng ta sẽ nghe câu chuyện Sakkaccha đã đến để muốn tranh luận với Đức Phật như thế nào. Đức Phật không tranh luận Sakkaccha mà Ngài chỉ hỏi lại những điểm then chốt, và từ đó Sakkaccha đã nhận ra rằng mình không thể thắng Đức Phật bằng cái khẩu tài của mình được. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh tọa pháp tân đi sâu kiệt của bài kinh này.
Sa thụ, sa thụ. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Sau đây con xin được đọc chánh văn, chánh kinh. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Bài 35 tiểu kinh Sakkacca Chula Sakkacca Sutta, phân đoạn 156 đến 158 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Bài 35 tiểu kinh Sakkacca Chula Sakkacca Sutta, phân đoạn 156 đến 158. Tên bài kinh được đặt theo tên nhân vật Sakkacca, một người thích tranh biện. Bài kinh này gọi là tiểu kinh vì tiếp theo có bài kinh dài hơn cũng liên hệ tới người này. Sakkacca, Sakkacca đến gặp Đức Phật với lời tuyên bố trước là sẽ phản biện một cách áp đảo về giáo lý vô ngã mà Đức Phật truyền dạy. Nhưng khi gặp Đức Phật thì những lập luận của Sakkacca trở nên vô nghĩa. Sau đó vị này thỉnh Phật và chư tăng về nhà để cúng dường thực phẩm. 156 phàm tâm đa sự mà nông cạn, thánh đức giản dị lại thâm sâu. Tôn giả Asacchi là một tỷ kheo trong nhóm năm thầy Quân Đa Nhá. Ngài là người đã thay tâm cho tôn giả Sariputta. Sakkacca là một đệ tử của ngoại đạo Ni Kiền Tử, có biệt tài và tính tình cao ngạo. Sakkacca gặp tôn giả Asacchi trên đường liền hỏi Đức Phật dạy những gì. Tôn giả Asacchi đã mô tả về tinh yếu của giáo pháp qua tánh không đối với năm uẩn. Này các tỷ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Này các tỷ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã, tất cả hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã. Kinh văn như vậy tôi nghe. 1. Thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Cát, lúc bấy giờ Ní Ganh Thá Putta Sakkacca ở tại Vesali, tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Vị này thường tuyên bố cho hội chúng ở Vesali: ta không thấy một sa môn hay một bà la môn nào là vị hội chủ, là vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, dầu tự cho là bậc a la hán chánh đẳng giác. Khi đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không toát mồ hôi nách. Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường. Rồi tôn giả Asacchi vào buổi sáng đắp y cầm bát vào Vesali để khất thực. Ní Ganh Thá Putta Sakkacca thường hay ngao du thiên hạ, thấy tôn giả Asacchi từ xa đi lại. Sau khi thấy Ní Ganh Thá Putta Sakkacca liền đến gần tôn giả Asacchi, nói lên những lời hỏi thăm chào đón xã giao rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Ní Ganh Thá Putta Sakkacca nói với tôn giả Asacchi: này tôn giả Asacchi, Sa môn Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào, và có những bộ môn nào mà phần lớn Sa môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử? Này Adgiwesana, như thế này, Thế Tôn huấn luyện đệ tử với những bộ môn như thế này, phần lớn Sa môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử. Này các tỷ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Này các tỷ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã, tất cả hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã. Như vậy, này Adgiwesana, Thế Tôn huấn luyện các đệ tử như vậy là các bộ môn mà phần lớn Thế Tôn giảng dạy được dành cho đệ tử. Này tôn giả Asacchi, thật sự chúng tôi đã thất vọng khi nghe Sa môn Gotama thuyết giảng như vậy. Có thể chúng tôi sẽ gặp tôn giả Gotama một thời nào đó và tại một chỗ nào đó rất có thể có một cuộc thảo luận, rất có thể chúng tôi sẽ đoạn trừ ác tà kiến ấy. Lúc bấy giờ có khoảng độ 500
vị lít tập hợp tại giảng đường vì một vài công vụ, rồi ní ganh thá bút tá sách cá chá đến chỗ các lít cháu quy ấy. Sau khi đến liền nói với các vị ấy như sau: hãy đến các tôn giả lít cháu quy, hãy đến các tôn giả lít cháu quy, hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa sa môn Gotama với ta. Nếu sa môn Gotama đứng đối thoại với ta như tỷ kheo Asakji, một vị đệ tử danh tiếng của ông ta đã làm, thì như một vị lực sĩ tay nắm chặt lông một con cừu có lông dài có thể kéo tới giặt lui vần quanh cũng vậy, ta sẽ dùng lời nói kéo tới giặt lui vần quanh sa môn Gotama. Cũng như một người lực sĩ nấu rượu, sau khi nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một góc thùng có thể kéo tới giặt lui vần quanh cũng vậy, ta dùng lời nói kéo tới giặt lui vần quanh sa môn Gotama. Và cũng như một lực sĩ nghiện rượu sống phóng đãng, sau khi nắm góc một cái sàn lắc xoay quanh cũng vậy, ta sẽ dùng lời nói lắc qua lắc lại lắc xoay quanh sa môn Gotama. Và cũng như một con voi lớn 60 tuổi, sau khi lặn xuống một hồ nước sâu lại chơi trò phun nước cũng vậy, ta nghĩ ta sẽ chơi trò phun nước với sa môn Gotama. Hãy đến các tôn giả Lichawi, hãy đến các tôn giả Lichawi, hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa sa môn Gotama với ta. Một số Lichawi nói như sau: làm sao sa môn Gotama có thể luận thắng Nichaka, Nigantha, Buddha, Sakkacha sẽ luận thắng sa môn Gotama? Một số Lichawi lại nói như sau: làm sao chỉ là Nigantha, Buddha, Sakkacha lại có thể luận thắng Thế Tôn? Thế Tôn sẽ luận thắng Nigantha, Buddha, Sakkacha. 157. Đối thoại giữa bậc vô nhiễm và người ham tranh luận. Được tôn giả Asakji trả lời là: Đức Phật giảng dạy các hành là vô thường, các pháp là vô ngã, sắc cá chá, tỏ ý thất vọng và muốn đi đến Đức Phật để có một cuộc tranh luận. Kinh văn: rồi Nigantha, Buddha, sắc chắc cá chá với khoảng 500 lít cháu quy vây quanh cùng đi đến Đại Lâm giảng đường Trùng Cát. Lúc bấy giờ một số đông các tỷ kheo đang đi qua lại giữa trời, Ni Ganh Thá Bút Tá Sắc Cá Chá đến các tỷ kheo, sau khi đến liền nói với các vị ấy: chư tôn giả, nay tôn giả Gotama ở đâu? Chúng tôi muốn ý kiến tôn giả Gotama. Này Akgi Vassana, Vassana, Thế Tôn sau khi đi sâu vào rừng Đại Lâm đang ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa. Rồi Nigantha Buddha Sakkacha cùng với đại chúng Lichawi sau khi đi sâu vào rừng Đại Lâm đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, Nigantha Buddha Sakkacha nói lên với Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichawi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichawi nói lên với Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichawi chấp tay vái Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichawi xưng tên họ của mình rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichawi im lặng ngồi xuống một bên. Nigantha Buddha Sakkacha sau khi ngồi xuống một bên nói với Thế Tôn: tôi muốn hỏi tôn giả Gotama vấn đề lớn, nếu tôn giả Gotama cho phép tôi được hỏi. Này Akgi Vassana, hãy hỏi như ông muốn. Tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? Những bộ môn nào mà phần lớn sa môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử? Này Akgi Vassana, như thế này, ta huấn luyện đệ tử với những bộ môn này, phần lớn ta giảng dạy được dành cho đệ tử. Này các tỷ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Này các tỷ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã, tất cả hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã. Như vậy này Akgi Vassana, ta huấn luyện các đệ tử các bộ môn như vậy, phần lớn ta giảng dạy được dành cho đệ tử. Này tôn giả Gotama, tôi có một ví dụ. Thế Tôn nói: này Akgi Vassana, hãy nói lên ví dụ ấy. Như các hột giống, các cây cỏ được lớn lên, được trưởng thành, được hưng thịnh là vì tất cả chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy các hột giống, các cây cỏ này được lớn lên, được trưởng thành, được hưng thịnh. Tôn giả Gotama, như các
công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác, tất cả chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác. Cũng vậy này tôn giả Gotama, như người này mà tự ngã là sắc, nhờ nương tựa sắc làm thiện sự hay các ác sự. Như người này mà tự ngã là thọ, nhờ nương tựa thọ làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã là tưởng, nhờ nương tựa tưởng làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã làm các hành, nhờ nương tựa các hành làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã là thức, nhờ nương tựa thức làm thiện sự hay ác sự. Này ác ghi Vesana, như vậy có phải ông nói sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta? Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta, và như đại chúng này cũng vậy. Này ác ghi Vassana, đại chúng này có quan hệ gì với ông? Này ác ghi Vassana, hãy giải thích lời nói của ông. Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta. Này ác ghi Vassana, ta hỏi ông trở lại vấn đề này, ông có thể trả lời nếu ông muốn. Này ác ghi Vassana, ông nghĩ thế nào một vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh như vua Basenadi, nước Kosala, vua Ajatasattu, con bà Wedehi, nước Magantha? Vua này có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tẩn xuất những ai đáng bị tẩn xuất không? Tôn giả Gotama, một vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh như vua Basenadi, nước Kosala, vua Ajatasattu, con bà Wedehi, nước Magantha. Vua này có quyền hành trong quốc gia mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tẩn xuất những ai đáng bị tẩn xuất. Này tôn giả Gotama, cho đến các giáo đoàn, các đoàn thể như các Wachi, các Ma Lá vẫn có quyền hành trong một quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tẩn xuất những ai đáng bị tẩn xuất. Còn nói gì một vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh như vua Basenadi, nước Kosala, vua Ajatasattu, con bà Wedehi, nước Magantha? Này tôn giả Gotama, vị ấy có quyền hành ấy và xứng đáng có quyền ấy. Này Ajgi Vesana, ông nghĩ thế nào như ông nói sắc là tự ngã của ta? Ông có quyền hành gì đối với sắc ấy và có được nói rằng sắc của tôi như thế này, sắc của tôi không phải như thế này không? Được nói vậy, Nigantha Putta Sakkaccha giữ im lặng. Lần thứ hai Thế Tôn nói với Nigantha Putta Sakkaccha, này Ajgi Vesana, ông nghĩ thế nào như ông nói sắc là tự ngã của ta? Ông có quyền hành gì đối với sắc ấy và có nói được rằng sắc của tôi phải như thế này, sắc của tôi không phải như thế này không? Lần thứ hai Nigantha Putta Sakkaccha vẫn giữ im lặng. Rồi Thế Tôn nói với Nigantha Putta Sakkaccha, này Ajgi Vesana, nay ông phải trả lời, nay không phải là lúc ông giữ im lặng nữa. Này Ajgi Vesana, ai được Như Lai hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy bị bể ra làm bảy mảnh tại chỗ. Lúc ấy thần Dạ Xoa Vachi Rabbani Kim Cang Thủ đang cầm một chùy sắt to lớn cháy đỏ sáng chói, đứng trên không trên đầu Nigantha Putta Sakkaccha với ý định nếu Thế Tôn hỏi đến câu thứ ba một câu hỏi hợp lý mà Nigantha Putta Sakkaccha không trả lời thì ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mảnh. Chỉ có Thế Tôn và Nigantha Putta Sakkaccha mới thấy thần Dạ Xoa Vajirabani Nigantha Putta Sakkaccha sợ hãi hoảng hốt,
lông tóc dựng ngược, chỉ tìm thấy sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự an ổn nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự nương tựa nơi Thế Tôn. Liền bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, hãy hỏi tôi, sẽ trả lời. Này Aggi Vassana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói sắc là tự ngã của ta, thì ông có quyền hành gì đối với sắc ấy, và có nói được rằng sắc của tôi phải như thế này, sắc của tôi không phải như thế này không? Thưa không, Tôn giả Gotama, hãy suy nghiệm kỹ, này Aggi Vassana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này Aggi Vassana, ông hãy trả lời. Lời nói cuối cùng của ông không phù hợp với lời nói đầu của ông, lời nói đầu của ông không phù hợp với lời nói cuối của ông. Này Aggi Vassana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói thọ là tự ngã của ta, ông có quyền hành gì đối với thọ ấy, và có nói rằng, và có nói được rằng thọ của tôi như phải như thế này, thọ của tôi không phải như thế này không? Thưa không, Tôn giả Gotama, hãy suy nghiệm kỹ, này Aggi Vassana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này Aggi Vassana, ông hãy trả lời. Lời nói cuối cùng của ông không phù hợp với lời nói đầu của ông, lời nói đầu của ông không phù hợp với lời nói cuối của ông. Này Aggi Vassana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói tưởng là tự ngã của ta, ông có quyền hành gì đối với tưởng ấy, và có nói được rằng tưởng của tôi không phải thế này, tưởng của tôi không phải như thế này không? Thưa không, Tôn giả Gotama, hãy suy nghiệm kỹ, này Aggi Vassana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này Aggi Vassana, ông hãy trả lời. Lời nói cuối cùng của ông không phù hợp với lời nói đầu của ông, lời nói đầu của ông không phù hợp với lời nói cuối của ông. Này Aggi Vassana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói các hành là tự ngã của ta, ông quyền hành gì đối với tự ngã ấy, và có nói được rằng các hành của tôi phải như thế này, các hành của tôi không phải như thế này không? Thưa không, Tôn giả Gotama, hãy suy nghiệm kỹ, này Aggi Vassana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này Aggi Vassana, ông hãy trả lời. Lời nói cuối cùng của ông không phù hợp với lời nói đầu của ông, lời nói đầu của ông không phù hợp với lời nói cuối của ông. Này Aggi Vassana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói thức là tự ngã của ta, ông có quyền hành gì đối với ngã ấy, và có nói được rằng thức của tôi phải như thế này, thức của tôi không phải như thế này không? Thưa không, Tôn giả Gotama, hãy suy nghiệm kỹ, này Aggi Vassana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này Aggi Vassana, ông hãy trả lời. Lời nói cuối của ông không phù hợp với lời nói đầu của ông, lời nói đầu của ông không phù hợp với lời nói cuối của ông. Này Aggi Vassana, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Vô thường, Tôn giả Gotama. Cái gì vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? Là khổ, Tôn giả Gotama. Cái gì vô thường, khổ, biến hoại có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy rằng cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, Tôn giả Gotama, này Aggi Vassana, ông nghĩ thế nào? Thọ vân vân như trên, tưởng vân vân như trên, các hành vân vân như trên. Này Aggi Vassana, ông nghĩ thế nào? Thức là thường hay vô thường? Vô thường, Tôn giả Gotama. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, Tôn giả Gotama. Cái gì vô thường, khổ, biến hoại có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, Tôn giả Gotama, này Aggi Vassana, ông nghĩ thế nào? Ai ái luyến khổ, chấp trước khổ, tham đắm khổ, quán khổ và nói, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Người ấy có thể liễu tri cái khổ của tự mình hay có thể sống trừ diệt khổ không? Làm sao có thể được, Tôn giả Gotama? Không thể như vậy, Tôn giả Gotama. Này Aggi Vassana, như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm lõi cây, người ấy cầm một cái búa sắt bén đi vào rừng, người ấy có thể thấy ở đây thân một cây chuối lớn thẳng đứng còn trẻ không có khúc đốt, người ấy có thể chặt khúc đốt ấy, sau khi chặt gốc ấy, người ấy chặt ngọn cây, sau khi chặt ngọn cây, người ấy có thể lột ra các lá cuộn tròn, nhưng khi lột ra các lá cuộn tròn, người ấy không tìm được giác cây.
Còn nói gì đến lỗi cây cũng vậy, này Aggiwasana, khi được ta hỏi, ta cực vấn, ta chất vấn về những lời của ông đã tự tỏ ra trống rỗng, trống không, thất bại, này Aggiwasana, những lời nói mà ông tuyên bố cho hội chúng ở Vesali, ta không thấy một sa môn hay bà la môn nào là vị hội chủ, là vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, giàu có tự cho là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Khi đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không toát mồ hôi nách. Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô hình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường. Nhưng chính từ nơi trán của ông này, một người thường, nhưng chính từ nơi trán của ông này, Aggiwasana, những giọt mồ hôi đang chảy xuống sau khi thấm qua thượng y đang rơi xuống đất. Còn ta này Aggiwasana, nay không có mồ hôi nào trên thân ta. Rồi Thế Tôn để lộ kim thân cho hội chúng ấy thấy. Khi nghe nói vậy, Nigantha, Buddha, Sakkaccha im lặng, hổ thẹn, thụt vai cúi đầu, ngồi bàng hoàng không nói một lời. Rồi Dummukha, một người con Lichawi, biết được Nigantha, Buddha, Sakkaccha im lặng, hổ thẹn, thụt vai cúi đầu, ngồi bàng hoàng không nói một lời, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con có một ví dụ. Thế Tôn nói: Này Dummukha, hãy nói lên ví dụ ấy. Bạch Thế Tôn, như một hồ sen không xa làng hay thị trấn bao nhiêu, ở đây có con cua. Bạch Thế Tôn, rồi một số đông con trai hay con gái đi ra khỏi làng hay thị trấn ấy, đến tại hồ sen kia, sau khi đến lặn xuống hồ nước ấy, bắt con cua lên và đặt nó lên đất khô. Bạch Thế Tôn, trên khi con cua này thò ra cái càng nào, thì các đứa con trai hay con gái ấy với cái gậy hay miếng sành chặt bẻ gãy và đập nát cái càng ấy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con cua ấy bị chặt, bị bẻ gãy, bị đập nát tất cả càng, không thể lội xuống hồ sen ấy như trước. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, mọi khúc thuyết, gian kế, tranh luận của Nigantha, Buddha, Sakkaccha đã bị Thế Tôn chặt đứt, bẻ gãy, đập tan, và nay bạch Thế Tôn, Nigantha, Buddha, Sakkaccha không thể đến gặp Thế Tôn, chứ đừng nói là có ý định đàm luận. Khi được nói vậy, Nigantha, Buddha, Sakkaccha nói với Lichawi Dummukha: Ông hãy ngừng nói Dummukha, ông hãy ngừng nói Dummukha. Chúng tôi không đàm luận với ông, chúng tôi đang đàm luận với Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, hãy để yên những lời nói của chúng tôi và lời nói của các sa môn bà la môn khác. Tôi nghĩ cuộc đàm luận vô bổ này thật đáng hối tiếc. Cho đến mức độ nào một đệ tử thanh văn của Tôn giả Gotama trở thành tuân phụng giáo điển, chấp nhận giảng huấn, nghi ngờ được đoạn trừ, do dự được diệt tận, thành tựu vô úy, sống trong giáo hội bổn sư, khỏi phải nương tựa vào ai? Ở đây này Aggiwasana, đệ tử thanh văn của ta đối với mọi sắc pháp, quá khứ, trong tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay xa hay gần, thấy như thật với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Đối với mọi cảm thọ, vân vân, đối với mọi tưởng, vân vân, đối với mọi hành, vân vân, đối với mọi thức, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, thấy như thật với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cho đến mức độ như vậy, này Aggiwasana, một đệ tử thanh văn của ta trở thành tuân phụng giáo điển, chấp nhận giảng huấn, nghi ngờ được đoạn trừ, do dự được diệt tận, thành tựu vô úy, sống trong một giáo hội bổn sư, khỏi phải nương tựa một ai. Cho đến mức độ nào? Này Tôn giả Gotama, tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, các mục tiêu đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được chánh trí giải thoát.
Ở đây này Agiwasana, tỷ kheo đối với bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các sắc pháp, sau khi như thật, quán sát với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, chứng được vô chấp thủ giải thoát. Đối với bất cứ thọ nào, bất cứ tưởng nào, bất cứ hành nào, đối với bất cứ thức nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các thức, sau khi như thật, quán sát với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, chứng được vô chấp thủ giải thoát. Cho đến mức độ này, này Agiwesana, tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành, thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, các mục tiêu đã đạt, trừ, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được chánh trí giải thoát. Với tâm giải thoát như vậy, này Agiwasana, tỷ kheo thành tựu ba pháp vô thượng, kiến vô thượng, đạo vô thượng, giải thoát vô thượng. Được giải thoát như vậy, này Agiwasana, vị ấy chỉ kính lễ, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai. Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ. Thế Tôn đã điều phục, Ngài thuyết pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch tỉnh, Ngài thuyết pháp để tịch tỉnh. Thế Tôn đã vượt qua, Ngài thuyết pháp để vượt qua. Thế Tôn đã chứng Niết Bàn, Ngài thuyết pháp để chứng Niết Bàn. Những điểm cần nhớ lời huấn từ của Phật dành cho Sakkaya. Một, sắc thọ tưởng hành thức là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì đã vô thường, khổ thì thực không hợp lý để xem là tôi, là của tôi. Do vậy, năm uẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Hai, ai ái luyến khổ, chấp trước khổ, xem nó là tôi, là của tôi thì không thể liễu tri khổ, không từ diệt được khổ. Ba, như người tìm cầu lõi cây mà chặt về một cây chuối hoàn toàn không lõi, sắc cá cũng vậy, đã tự tỏ ra trống rỗng. Sắc cá chá chấp nhận mình bị đuối lý và hỏi Phật, đệ tử Ngài chấp nhận giáo lý ấy như thế nào để đạt giải thoát? Phật trả lời có hai hạng. Có đệ tử tuệ tri tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quá khứ, vị lai, hiện tại, thô hay tế, trong hay ngoài, đều không phải là tôi, của tôi hay tự ngã của tôi, hạng ấy thành tựu vô úy. Có đệ tử sau khi thấy chân với trí tuệ giải thoát, tất cả chấp thủ, thành tựu ba vô thượng là vô thượng kiến, vô thượng đạo và vô thượng giải thoát, vị ấy chỉ kính nể Như Lai. Bậc đã giác ngộ, đã điều phục, đã tịch tỉnh, đã vượt qua, đã chứng Niết Bàn. 158. Khi người hiếu thắng tâm phục khẩu phục. Sakkaya đã nhận ra được Đức Phật và lời dạy của Ngài vượt khỏi những hí luận của thế gian, đã chân thành bày tỏ sự ngưỡng kính, kinh văn. Được nghe như vậy, Nigantha Buddha bạch với Thế Tôn, Tôn giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ mãn, chúng tôi thật là khinh sức, chúng tôi đã dám nghĩ dùng lời nói để luận chiến với Tôn giả Gotama. Này Tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với con voi điên, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu chống Tôn giả Gotama. Này Tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu chống đám lửa hừng, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu chống Tôn giả Gotama. Này Tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với con rắn độc dữ tợn, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu với Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, chúng tôi thật lỗ mãn, chúng tôi thật khinh suất, chúng tôi đã dám nghĩ dùng lời nói để luận chiến với Tôn giả Gotama. Mong Tôn giả Gotama nhận lời, ngày mai dùng bữa của tôi cùng với chúng tỷ kheo. Thế Tôn,
im lặng nhận lời. Rồi Nigantha Buddha Sakkacha sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời liền nói với các Lichawi: các tôn giả Lichawi hãy nghe tôi, Sa môn Tu Gautama ngày mai được mời ăn với chúng tỷ kheo, hãy đem đến cho tôi những gì quý vị nghĩ là hợp thời. Rồi những Lichawi ấy sau khi đêm ấy đã mãn cho đem đến Nigantha Buddha Sakkacha khoảng 500 phần cơm cúng dường nấu với sữa. Rồi Nigantha Buddha Sakkacha tại vườn của mình cho soạn các món ăn thịnh soạn loại cứng và loại mềm, rồi báo tin giờ cho Thế Tôn. Tôn giả Gotama nay đã đến giờ, cơm đã sửa soạn xong. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến khu vườn của Nigantha Buddha Sakkacha. Sau khi đến, ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng tỷ kheo. Rồi Nigantha Buddha Sakkacha tự tay hầu hạ các món ăn thịnh soạn loại cứng và loại mềm cho chúng tỷ kheo. Cầm đầu là Đức Phật. Rồi Nigantha Buddha sau khi biết Thế Tôn dùng bữa ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Nigantha Buddha Sakkacha bạch Thế Tôn: này Tôn giả Gotama, trong cuộc bố thí này nếu có công đức và có công đức địa, mong rằng những vị bố thí sẽ được hưởng hạnh phúc. Này Akghi Vassana, sẽ có công đức cho những người bố thí đối với những người đáng được cúng dường như ông. Dầu ông không phải là không có tham, không phải là không có sân, không phải là không có si, sẽ có công đức cho ông. Này Akghi Vassana, đối với người đáng được cúng dường như ta, và ta là người không có tham, không có sân, không có si. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sakha giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Tệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh tiểu kinh Satchaka, chương La Satchaka Sutta. Cái bài kinh này lấy cái tên của một cái du sĩ Satchaka, cho nên là cái tên do là có bài kinh dài cũng đề cập đến cái nhân vật này, cho nên là gọi là đại kinh Satchaka. Hôm nay thì chúng ta học cái bài kinh tiểu kinh Satchaka. Thì Satchaka đó là một trong những cái người của phái đệ tử của phái Ni Nhĩ Kỳ Tử. Thì ông ta thì có cái biệt tài biện luận, lý luận theo cái cách của ông ta. Và ông ta cũng như là một cái người rất là tự hào khi rằng nói rằng nếu mà ai mà biện luận với ông thì người đó sẽ thất bại, giống như những điều mà ông đã nói là giống như một cái sợi gì, như một lực sĩ mà bị cái quấn cái sợi lông cừu quay quẩn như vậy hoài cũng không thoát ra khỏi. Cái thứ hai mà ông ví dụ giống như một người lực sĩ mà khi mà nhận chìm cái thùng rượu say rượu rồi đó là cũng không dùng dãy ra khỏi. Cái thứ ba nữa là ông ví dụ giống như là một cái con voi già cứ quay quần ở dưới chơi với hút cái vòi nước rồi cứ quay quần như vậy hoài cũng không thật rồi. Ý ông nói rằng là nếu mà khi mà ông đã lý luận chất vấn thì người đó sẽ bị thua cuộc đối lý. Đó là cái sự tự hào của ông là như vậy. Sự tự hào.
Thì câu chuyện được đặt ra đó là ở đây đó là chúng ta thấy rằng là với cái suy nghĩ của một cái người phàm, dù là mình có một cái khả năng gì đó, thì cái khả năng đó nó vẫn là trong một cái sự giới hạn, hiểu biết trong sự giới hạn. Và với cái tâm của người phàm phu thì rõ ràng là bị cái các cái phiền não nó chi phối. Còn trong khi đối với Đức Phật thì Ngài nói những gì là thực chứng, những gì là đơn giản nhất, và cái đó là thật sự là rất là thâm sâu. Thì câu chuyện được đặt ra là khi mà tôn giả A Sà Chí, thì chúng ta biết ở đây đó là tôn giả A Sà Chí là một trong năm vị trong nhóm ngũ bộ ngũ Kiều Trần Như, thì trong đó có tôn giả A Sà Chí. Thì khi mà tôn giả A Sà Chí là một cái vị mà đã khai tâm cho tôn giả Xá Lợi Phất khi còn là một thanh niên U Ba Tí Xá. Và tôn giả A Sà Chí, chúng ta nhớ rằng là khi mà hỏi những điều gì đó, thanh niên U Ba Tí Xá mà hỏi những điều gì thì Ngài trả lời rất là ngắn gọn, và chỉ có những cái bậc mà đại trí thì mới hiểu được những cái lời dạy. Và cái đây đó chúng ta thấy rằng Sách Cha Cá là một cái vị mà ngoại đạo của Ni Kiền Tử rất là cao ngạo, khi mà gặp tôn giả A Sà Chí như vậy thì hỏi là Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật dạy những cái gì, rồi về những cái điều gì mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy ở trong cái điều đó, tức là ở đây đó là dạy cái gì, những cái gì. Và tôn giả đã mô tả rằng đó là Ngài dạy về cái đối với cái tánh không ở trong năm quận. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh đó, thì này các tỷ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức và vô thường. Này các tỷ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, tưởng hành là vô ngã, thức là vô ngã. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là ở trong cái điều đó là khi mà Sách Cha Cá nghĩ mình á là một cái người mà biện luận rất là giỏi. Và cái biện luận đó, đó thì chúng ta thấy rằng là ông có lý luận như thế nào thì cũng cái lý luận, cái suy nghĩ, cái hiểu biết của ông cũng là trong một cái giới hạn của một cái người phàm phu hạn hẹp. Dù cái môn lý luận đó nó có được chặt chẽ như thế nào thì xin thưa quý vị, nó cũng giới hạn như vậy. Cho nên khi mà ông đến để mà từ ở Ni Canh Thá Sách Cha Cá đó, khi mà đến để mà gặp Đức Phật ngồi xuống một bên, thì bây giờ đó là những cái người ở thuộc Lích Cha Vi đó họ cũng đi theo. Thì khi mà đến mà gặp Đức Phật á, thì những cái người này họ có những người thì đảnh lễ, có những người đảnh lễ Phật, rồi có những người á, thì họ lại là trải cái chỗ để thích hợp, rồi ngồi một cái chỗ thích hợp, trải một cái chỗ để thành Phật. Thì đó là họ tỏ một cái lòng tôn kính đối với Đức Phật. Thì khi mà ông Sách Cha Cá này đó, ông nghĩ là ông gặp Đức Phật á, thì ông sẽ lý luận hỏi Đức Phật về cái điều mà Đức Phật Ngài đã dạy cho các đệ tử của Ngài. Khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, thức là vô thường, hành là vô thường, hay là sắc là không vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, rồi đó là hành là vô ngã, thức là vô ngã. Khi mà ông nghe Đức Phật nói như vậy, dạy đệ tử như vậy, thì khi mà gặp Đức Phật đó,
Thì ông có một điều đặt ra đó là theo tôi nghĩ đó, khi mà ông nói với Đức Phật á, là Thưa Sô Môn Gautama đó, theo tôi nghĩ đó thì nó có tự ngã, giống như là mặt đất này đó thì cũng từ ở cái mặt đất này mà cây cối hoa lá nương tựa vào đó, nương tựa vào mặt đất đó đó để mà sanh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái. Cũng như vậy, do có cái tự ngã như vậy cho nên tự ngã ở trong sắc quẩn này, ở trong thọ quẩn này, trong tưởng quẩn này, hành quẩn này, thức quẩn này mà người ta có thể tác tạo thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Thì điều này đó chúng ta thấy rằng là phải nói rằng là trong cái nhìn chung, trong cái nhìn chung ngoại trừ những bậc thánh hoặc là như Đức Phật thì ngài mới thấy rõ được những cái điều mà nó rỗng không, nó không có cái tự ngã. Còn phần lớn ở trong các cái tôn giáo, các cái chủ thuyết của ngoại giáo đó thì thường là chắc có cái tự ngã, thường là chắc có cái tự ngã. Và theo như sách Gia Cá thì nói rằng có cái tự ngã ở trong cái tôi này, trong cái sắc này. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng cái thân của chúng ta đó, gọi thân tứ đại thì đó là chỉ cho sắc quẩn thôi mà cũng chưa trọn hết. Còn nếu nói là đủ đầy đủ đó là năm quẩn bằng chắc hành thá, tức là năm cái thành phần nó nhóm hợp lại, năm cái thành phần nhóm hợp lại. Nếu nói bằng cái thành phần mà vật chất, tức là chỉ cho sắc, tức là chỉ cho cái thân của chúng ta, thân chúng ta thì có các cái sắc, thí dụ như đối đó sắc tứ đại, đất nước lửa gió, hơi ấm trong cơ thể của chúng ta là lửa, hoặc là cái hơi cái sức nóng ở trong cơ thể của chúng ta làm tiêu hóa các cái thực phẩm đó, thì cũng là lửa. Rồi cái gì trong cơ thể chúng ta cứng hoặc là mềm thì cái đó là đất. Bây giờ xương cũng vậy, thịt cũng vậy, da cũng vậy thôi, tóc lông móng gì đó thì cái đó nếu nó mục ra thì nó sẽ thành đất. Rồi cái gì nó căn phòng di chuyển thì chúng ta thấy cái hơi thở trong cơ thể của chúng ta, hoặc là hơi ở lên ở xuống, rồi là hơi đi lên đi xuống, hoặc là hơi thở chúng ta ra vào, hoạt động căn phòng di chuyển như vậy thì cái đó là gió. Còn cái chất gì mà nó là quấn tụ trong cơ thể của chúng ta, thí dụ như máu, nước bọt, mỡ, rồi nước bọt ở trong cơ thể, nước ở trong các cái lục phủ ngũ tạng của chúng ta thì cái đó được gọi là nước. Nhưng mà nói đất sắc tứ đại vậy đó thì những cái đó nó hiển nhiên chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được, nhưng mà có những cái sắc phụ thuộc khác để tạo nên cái cơ thể này. Như vậy thì nói sắc quẩn là cái phần tóm nhóm họp của các cái thành phần lại, chứ nó cũng không phải là một cái gì nó duy nhất. Vì vậy cho nên Phật pháp nói là do cái duyên, yếu tố trợ tạo để thành nên, tổng hợp lại, cho nên sắc quẩn này nó là vô thực. Bởi nó sinh ra thì nó được sinh ra bởi bằng vật chất thì nó sẽ bị tiêu hoại, nó là như vậy. Rồi bây giờ thọ của chúng ta là các cái sự cảm thọ ở trong đời sống của chúng ta, vui buồn hoặc là bình đẳng, thì những cái đó đó nó cũng là vô thực, nó không có cái gì mà thường còn. Nếu mà nói trong Phật pháp á thì không có gì mà thường hằng ở trong đó hết á, thường hằng trong đó. Tưởng cũng vậy, cái mà chúng ta kinh nghiệm về cảnh, chúng ta nhớ về những cái điều này, chúng ta nghĩ về những điều kia, những điều đã thấy, đã nghe, đã suy nghĩ, hoặc là những gì chúng ta đã suy nghĩ, bây giờ chúng ta suy nghĩ lại thì cái đó là cái kinh nghiệm của cảnh, đó chính là chỉ cho tưởng. Nhưng mà rồi cái tưởng đó đó nó cũng không có tồn tại lâu, sanh lên rồi lại lại mất đi, cho nên đó đó là vô thường, nó là vô thường. Rồi thức tức là cái mà chúng ta nhận biết qua mắt thấy tai nghe, hoặc là tâm của chúng ta suy nghĩ điều này điều nọ, thì những cái đó nó cũng là một trong những cái biến đổi vô thường. Và hành tức là những cái trạng thái ở trong nội tâm của chúng ta, từ trạng thái này sang tới trạng thái khác, biến đổi ở trong tâm lý của mỗi người.
thì cái đó nó cũng không thường thường hạn. Về Phật giáo á, về giáo giáo pháp của Đức Phật thì nó không thường hằng là ở chỗ là nó biến hoại liên tục như vậy, cả thể chất lẫn tinh thần, tức là mình nói là trong Phật giáo là sắc pháp, danh pháp và sắc pháp đó. Thì danh pháp chỉ cho bốn cái thành phần danh quẩn, còn sắc pháp chỉ cho cái thành phần sắc quẩn là vật chất của chúng ta. Thì những cái đó đó nó đều là không có thường hằng, nếu chúng ta nói rằng không thường hằng. Thì ông Sách Gia Cá ông nói rằng là nương tựa vào đó mà sanh khởi, vì có cái tự ngã cho nên người ta mới nương tựa vào đó để mà người ta làm được thiện nghiệp hay là ác nghiệp, có cái tôi trong đó, có cái tôi ở trong đó, cho nên là người ta mới có thể làm được thiện nghiệp và ác nghiệp. Thiện nghiệp ấy. Thì Phật mới ví dụ như thế này nè, Phật mới nói rằng là ở trong ngũ uẩn này nó cũng là không có cái tự ngã ở trong, không có cái gì cái tôi ở trong đó, không có cái tôi trong đó, không có cái ta ở trong đó. Nếu là ca ta ở trong đó thì Đức Phật ví dụ giống như là cái người mà đi tìm cái cốt lõi của nó thì cũng không có đâu, giống như cái người mà đi tìm cái cây chuối mà mình róc ra đi tìm cái lõi cây trong đó thì không có. Chúng ta thấy cây chuối đó, chúng ta lột ra từng bè từng bè từng bè ra đó thì cũng không có cái lõi cây. Cái cây gì nó có lõi, nó lõi, còn cây chuối thì sao có lõi được. Cho nên lột ra cuối cùng nó cũng không thể nào, dắt cây còn tìm không có, mà làm sao mà tìm được cái lõi cây ở trong cái cây chuối được. Đức Phật ngài nói vậy, tức là không có cái tự ngã, cái tôi trong đó. Và ở trong cái suy nghĩ ở đây đó, xin thưa quý vị, phần lớn là nếu như chúng ta không có hiểu được cái tinh yếu của lời dạy của Đức Phật thì phần lớn các chúng tôi thấy các cái tôn giáo cũng như các cái chủ thuyết ấy, phần lớn là cho rằng có một cái gì đó nó hằng hữu hết. Ngay cả trong Phật giáo chúng ta có những cái tông phái đó, có một cái gì đó cũng vẫn cho rằng cái đó là hằng hữu. Ở trong Phật pháp thì Đức Phật ngài nói rằng sở dĩ mà mình bị khổ đau đó là do mình chấp ngã. Chấp ngã là chấp cái tôi, tự ngã của tôi hoặc là của tôi đó, cho nên cái đó nó mới dẫn đến cái khổ đau. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng là khi mà Sách Gia Cá nghĩ rằng là mình, khi mà mình lý luận với Sa Môn Tâm Gotama đó, nghĩ rằng mình nói như vậy đó thì sẽ là thắng Đức Phật, thắng Đức Phật và Đức Phật sẽ đuối lý. Nhưng mà khi Đức Phật hỏi lại này Sách Gia Cá, nếu mà ông bảo, Đức Phật ngài mới nói rằng ví dụ ông bảo rằng có một cái gì, cái quyền hành gì đó rằng là bảo này là sắc quẩn này là tôi, thọ quẩn này là tôi, tưởng quẩn này là tôi, hành quẩn này là tôi, thức quẩn này là tôi đó, hoặc là tự ngã của tôi, thì ông bảo nó xác thân này đừng có già nua, đừng có chết, đừng có bệnh, đừng có đau, thì nó có làm được như vậy không? Rồi thọ này cũng vậy, bảo rằng ví dụ như bây giờ á, mình thì thích những cái gì, thích thú ham đắm, tham đắm á, thì rõ ràng là cái đó mình muốn nó, ngay cả các cái cảm thọ gì á, mà mình thấy nó thích thú ham đắm thì mình muốn. Giống như cái người mà nằm chiêm bao mà thấy nó thấy được cái lợi lộc gì hoặc thấy cái gì đó mình thấy nó vui á, thì mình muốn cái giấc chiêm bao nó dài hoài không bị mất cái giấc chiêm bao đó. Thì cũng như vậy, ở đây đó cái mà mình mong muốn á, thì rõ ràng là nó không như ý muốn mình được, nó không như ý muốn được. Cái xác thân này nó cũng già nua, cũng bệnh hoạn, rồi cũng chết chóc, rồi cái tâm lý của chúng ta, cảm thọ của chúng ta nó cũng thay đổi, nó cũng không thể nào mà đứng yên. Ngay cả cái mà người ta thích nhất cũng không bao giờ nó bền vững đối với mình. Thí dụ điều gì mình thích nhất, mình muốn những cái cảm giác đó nó có với mình hoài thì nó cũng không phải hoài. Rồi ngay cả những cái cảm giác gì một khúc chốc trôi qua là đau khổ, nhưng mà rồi đó nó cũng phải trôi qua thôi. Dù là mình có thích thú nó hay là mình chán ghét nó, mình hài lòng hay là không hài lòng, thì cái chuyện đó nó cũng phải phải thay đổi.
thay đổi. Chúng ta thấy là như vậy. Rồi cả cái điều mà chúng ta kinh nghiệm đối với cảnh, tức là tưởng của chúng ta, chúng ta nghĩ điều này, nghĩ điều kia. Có những giấc mơ mà mình nghĩ rằng giấc mơ đẹp, thì giấc mơ đẹp đó, mình mong muốn giấc mơ đó sẽ bền vững với mình hoài, thì cũng không thể nào có được. Và cái đó đó cũng chẳng qua là cái kinh nghiệm cảnh của chúng ta thôi. Rồi cái thức của chúng ta, tức là tâm của chúng ta, nhận thức biết được thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý của chúng ta, tâm của chúng ta suy nghĩ, thì những điều gì mà nó khơi gợi lên cái lòng tham của mình, cái ái luyến của chính mình, thì mình muốn cái đó nó an ngủ với mình cũng không có. Nhưng mà cái gì nó là đau khổ thì mình cũng không muốn đối mặt với nó, hoặc là một cảm xúc chút nào đó mình cũng không muốn nghĩ đến những điều gì mà khổ lụy ở tâm lý của mình cũng không muốn nghĩ nó lâu dài. Nhưng mà rồi nó cũng phải biến hoại thôi. Và không có một cái tôi, cái ta, cái tự ngã của tôi, hay là cái tôi của tôi trong đó. Vì vậy cho nên là Phật nói rằng là đi tìm cái lỗi cây ở trong cái cây chuối thì không thể nào có được, không thể nào có được. Cái giác cây còn không có ở trong cây chuối, huống chi là cái lỗi cây ở trong cái cây chuối. Đó là cái điều mà Đức Phật ngày 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 ví dụ ở đây. Một điều đó là Đức Phật ngày dạy cho tôn giả A Sà Chí đó là đối với điều mà Đức Phật ngày dạy đó là các hành đều là vô thường, các hành đều là khổ, các hành đều là vô ngã. Thì chúng ta thấy rằng cái điều chi mà nó vô thường, thì cái liệu rằng cái điều đó, cái đó đó có thể nói rằng nó là lạc hay không? Nó là vô thường thì nó phải khổ, nó là vô thường nó phải khổ. Và cái gì nó khổ có thể nói đó là cái tôi, cái ta trong đó được không? Thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là không có cái cốt lõi ở trong đó, không có cái tự ngã ở trong đó. Thì ở đây đó là khi mà Đức Phật ngài dạy ở trong nội dung mà dạy cho các đệ tử của ngài đó là sắc quẩn là vô thường, sắc quẩn là khổ, sắc quẩn là vô ngã, thọ quẩn là vô thường, thọ quẩn là khổ, thọ quẩn là vô ngã, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn cũng vậy. Thì cái gì Đức Phật ngài dạy ở đây đó, cái vì vô thường thì liệu rằng cái đó có lạc được không? Không. Và cái gì không có lạc thì liệu rằng ở đó nó có cái tự ngã, có cái tôi, có cái ta. Cho nên là ở đây đó, cho nên chính vì cái việc mà chúng ta chấp thủ đối với năm quẩn, ái luyến với bên năm quẩn, dính mắc ở trong năm quẩn. Ví dụ như quý vị thấy rằng là khi nói đến xác thân của chúng ta thì nó là cái sự tổng hợp là như vậy, tổng hợp bởi các cái sắc pháp. Rồi cái tri giác của chúng ta đó, mỗi cái tâm chúng ta sanh khởi lên đó, thì từ ở có cái xúc, thọ, tưởng, tư, mạng quyền, nhất hành, tác ý, nó có ở trong đó, nó có ở đó. Thì mỗi cái thành phần như vậy của danh pháp đó, nó đều là tập hợp của thành phần danh pháp, tức là tâm của chúng ta phải hội đủ những cái điều kiện như vậy. Cho nên là ở đây đó, khi mà sách cha cá tự cho mình là cái điều tự ngã, có những cái tự ngã, khi mà Đức Phật ngài nói rằng này Akivisana, Vesana, như vậy có phải ông nói rằng sắc là tự ngã của ta,
Thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta. Và khi mà Đức Phật Ngài nói như vậy thì Akivesana nói là tôn giả Gotama như vậy, tôi nói sắc là tự ngã của ta. Khi mà Đức Phật hỏi lại như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài ví dụ giống như là một cái vị vua, như là vua vua Ba Tư Nạc hay là vua A Xà Thế, những vị đó có cái quyền bính ở trong tay, thì người đó vị đó muốn giết ai thì giết, muốn tha ai ta, muốn đuổi trục xuất ai thì trục xuất, tận sức ai thì tận sức. Điều đó khi mà Đức Phật Ngài nói như vậy thì ở đây đó, nếu mà Sách Gia Cá nói rằng có tự ngã, nếu là có tự ngã thì phải bảo rằng là xác thân này đừng có bệnh, đừng có già, đừng có chết, tâm mình phải nghĩ như thế này, những như thế này. Rõ ràng là cái tâm của chúng ta nó cũng thay đổi, nó không thể nào mà một, mặc dù là chúng ta thấy rằng cái tâm mình nghĩ một loạt ra đó, hàng một vài ba phút đồng hồ mình nghĩ về vấn đề đó, nhưng sự thật ra nó cũng thay đổi, nó biến đổi hết, nó thay đổi từ ở trạng thái này sang trạng thái khác. Cho nên ở trong mỗi các pháp á, về về sắc quẩn, về thọ quẩn, về tưởng quẩn, về hành quẩn, về thức quẩn đó, thì không có một cái chi được gọi là nó hằng hữu ở trong đó, nó hiện hằng hữu. Chúng ta thấy rằng nói đến sắc pháp đó thì nó cũng đang biến đổi. Chúng ta nói rằng là nó sẽ già, năm 70 tuổi thì già, nhưng mà sự thật ra nó già, nó chết, nó sinh đi, nó chết đi rồi nó sinh lại đó. Trong mỗi cái sắc pháp của chúng ta nó sinh khởi liên tục, nó sinh diệt liên tục. Nếu chúng ta để ý kỹ thì nó sẽ là một trong những cái sanh diệt liên tục như vậy. Cho nên nếu mà mình nói mình già là năm 70 tuổi mới già, ví dụ vậy. Nhưng sự thật ra là trong mỗi sát na như vậy, sắc pháp của chúng ta cũng đang sanh diệt liên tục vậy. Vì vậy cho nên trong Phật ngôn đó, Phật dạy rằng sabbe sankhara, tức là tất cả các hành, sabbe sankhara anicca, tức là các hành đều là vô thường. Sabbe sankhara dukkha, tức là các hành đều là khổ. Và sabbe dhamma anatta, tức là các pháp là vô ngã. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là các hành đều là vô thường, Phật dạy vậy. Rồi các hành là khổ. Vì sao? Vì nó không thường hằng, nó bức bách, nó thay đổi, cho nên là nó khổ. Và do rằng chính nó khổ và nó không đứng yên và nó không có cái tính cốt lõi, cho nên nó rỗng không trong đó, không có cái gì hết. Không có cái gì hết. Vì vậy cho nên là khi mà Đức Phật Ngài nói như vậy á, Ngài dạy như vậy đó, dạy cho đệ tử của Ngài cũng như vậy. Và Ngài hỏi lại, nếu mà Sách Cha Cá nói rằng ông có một cái quyền gì đó bảo rằng cái xác thân này đừng già, đừng bệnh, đừng chết, rồi cái tâm của này đó, mình nghĩ như thế này thì bảo nó đừng nghĩ như thế khác á, có được hay không? Có được hay không? Thì cuối cùng là Sách Gia Cá đành coi như là không thể nào mà trả lời được cái câu hỏi của Đức Phật. Thì ở đây đó, khi mà khi mà Sách Gia Cá nói như vậy đó thì Sách Gia Cá đối lý, thì Đức Phật Ngài mới hỏi rằng khi Đức Phật hỏi rằng là Sách Gia Cá là sắc này là vô thường hay là thường, thì Sách Gia Cá mới thấy rõ rằng là sắc này nó không có thường tồn. Rồi Đức Phật mới nói rằng là cái gì mà nó không thường tồn, cái ấy khổ hay là lạc.
khổ hay là lạc? Thì Sacchaka mới nói là khổ. Thưa tôn giả Gotama, rồi Đức Phật mới nói rằng, hỏi rằng là cái gì là vô thường, khổ, biến hoại, có hợp lý chăng khi chánh quán thấy cái ấy, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, cái này là của tôi. Thì Sacchaka mới nói rằng, thưa tôn giả Gotama, thưa không, tôn giả Gotama, thì Đức Phật ngài mới nói này Akivisana, ông nghĩ thế nào, thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng vậy, thức cũng vậy. Thì như vậy thì cho chúng ta thấy rằng là cái người tu tập á, cũng là quán chiếu về năm uẩn của chính mình. Tu ở trong Phật giáo không phải là cái việc mà chúng ta cầu nguyện hết hoàn toàn, không phải cầu nguyện để ban sinh cứu rỗi gì cho một cái do một đấng sáng tạo nào, mà tu ở trong Phật giáo đó là có nghĩa là mình biết cái gì là gốc rễ cội nguồn của sanh tử luân hồi, cái gì là gốc rễ của cội nguồn sanh tử luân hồi. Chúng ta thấy rằng là do ái tham, do ngã chấp, chấp nè, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, vân vân. Thì trong năm quẩn này đó là của tôi, tự ngã của tôi, tự ngã của tôi, của tôi. Ở trong cái chấp đó, trong cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Từ ở cái ngã chấp này á, cho nên là sanh ra biết bao nhiêu cái khổ hệ lụy cho cái đời sống hiện tại này, và cái khổ hệ lụy cho cái đời sống luân hồi mà chúng ta vẫn phải bị tiếp diễn liên tục như vậy. Cho nên tu Phật giáo là nhìn lại ở trong sắc quẩn này để đoạn trừ cái ái tham, đoạn trừ cái vô minh, đoạn trừ cái ngã chấp. Cái việc chính là như vậy, đoạn trừ cái ngã chấp. Chứ không phải là mình van sinh một đấng thần linh nào đó, một đấng sáng tạo nào đó. Đức Phật á, ngài xuất hiện ở trên cuộc đời này, trên thế gian này đó, là ngài cũng chỉ là giảng dạy cái giáo pháp này bằng cái thực chứng của chính ngài. Và ngài biết được là cái nguyên nhân sanh tử luân hồi là từ ở cái gì. Cho nên khi mà ngài vừa chứng ngộ rồi đó, thì ngài mới thấy rằng cái đời sống luân hồi này nó khổ. Cho nên là ngài mới dạy rằng trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy là lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh, là như vậy. Cho nên là nhiều kiếp luân hồi, nhiều kiếp luân hồi. Và chính Đức Phật á, là trước khi ngài giác ngộ thì ngài cũng luân hồi giống như chúng ta. Và khi mà ngài nhận ra rõ rằng là cái người mà xây dựng nhà này, tức là xây dựng nên cái thân ngũ uẩn này là ai? Là tham ái, là vô minh, là chấp thủ. Hả, mà còn lúc nào mà còn chấp thủ, còn tham ái, còn vô minh thì sẽ còn cái thân này được hiển hiện, thân ngũ uẩn này, nó dù là hình thức nào, dù là hình thức nào, hình thức ở cõi nhân loại, hình thức ở cõi khổ, hay là cõi chư thiên, hay là các cái vị phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, chúng ta ngoại trừ cái bậc thánh ra thôi. Thì như vậy đó là còn sanh tử luân hồi, là còn khổ. Thì khi mà Đức Phật ngài đã phá về, ngài bỏ về để giải bài về cái quan niệm của sách cha cá cho rằng là có cái tự ngã, tức là có một cái gì đó nó hằng hữu ở trong 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 cái tôi này. Trong cái năm quẩn này, Đức Phật ngài giải thích cho năm quẩn đó là sự tập hợp. Sau khi mà Đức Phật ngài giải thích xong rồi đó, thì Đá Mô Khá đó là con của Lách Cha Vi á, thì mới nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, giống như là những người con trai con gái sau khi mà đi ra một cái hồ như vậy thì bắt gặp một cái con cua rồi bẻ gãy càng. Cái lý luận của sách cha cá đó thì từ giờ đây đó là đã bị Đức Thế Tôn bẻ gãy những cái lý luận đó, không thể nào mà đứng vững được khi mà ngài đặt ra là
bảo rằng sắc quẩn là của ông thì giống như là cái người mà có quyền như là đức vua vua Basenadi hay là vua A Xà Thế Achatasattu có quyền bính trong tay, có thể là giết hoặc là có dễ là tha bất cứ một tội nhân nào, hoặc là trục xuất cái tẩn xuất một cái tội nhân nào ra khỏi đất nước, có thể có quyền. Thì nếu mà nói như vậy thì ông có quyền được bảo rằng sắc thân này đừng có già, đừng thay đổi, rồi tâm này đừng có suy nghĩ như thế này thế nọ, có bảo được không? Không có một cái gì. Cái cảm thọ mà chúng ta có đó thì nó cũng thay đổi thôi, nó không thể nào mà có được. Thì sau khi mà Đức Phật ngài nói như vậy rồi thì Sách Cha Cá đã nói rằng giống như là một cái người mà dựng lại cho ông một cái sự vấp ngã, và ông rất là quan hỷ, rất là quan hỷ, và ông thỉnh Đức Thế Tôn và Chư Tăng á, ngày hôm sau á, sẽ thọ thực ở nơi nhà của ông, ở nơi nhà của ông. Và Đức Thế Tôn ngài đã im lặng nhận lời, im lặng nhận lời. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng ở trong cái điều mà Đức Phật ngài dạy đó là tất cả sắc thọ tưởng hành thức gì đó cũng đều là biến đổi, đều là vô thường. Và sắc thọ tưởng hành thức thì đều là không có cái cốt lõi hay là cái tự ngã ở trong, hay là ta gọi là ngã hay là linh hồn hay là cái gì đó nó hằng ngũ, nó đều là sự tập hợp hết. Cái giáo lý vô ngã thì thật sự ra thì phần đông á, đối với cái suy nghĩ của người phàm phu và cái chấp giữ của người phàm phu thì luôn luôn có chấp cái ngã. Đối với bậc thánh thì các ngài thấy rõ điều đó, và chúng ta nên tin và hiểu rằng á, những gì mà Đức Phật ngài dạy, những gì mà Đức Phật ngài dạy nó vô ngã, là đúng như sự thật, nó đúng như sự thật. Và khi nào mà chúng ta còn ái luyến, còn ngã chấp, còn chấp cái này chấp cái kia đó, thì trong sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn, thì lúc đó chúng ta khổ, chúng ta vẫn còn khổ. Còn cái người mà muốn cho mình thoát khỏi khổ đau đó mà lại đi tìm cái cốt lõi ở trong cái điều mà chúng ta chấp chấp giữ đó, tức là còn chấp ngã rỗng, thì điều đó không thể có, không thể có. Giống như là một cái người mà đốn cây chuối xuống mà đi tìm cái lỗi ở trong đó, lỗi cây trong đó, thì cũng không thể nào có. Nếu chúng ta lột tới bẹ cuối cùng thì cũng không thể nào mà có được cái lỗi cây. Cây gì nó có lỗi, nó có lỗi, còn cây chuối nó không có lỗi được. Thì khi mà Sách Cha Cá được Đức Phật giải thích về năm quẩn là vô thường, là biến đổi, không trường tồn, và năm quẩn là không có một cái cốt lõi tự ngã ở trong đó, thì bây giờ Sách Cha Cá mới quy phục Đức Phật và thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về để thọ trai. Và giáo pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng là đối với các bậc thánh, các ngài thấy rõ được cái nguồn cội phiền não. Phiền não đó là vô minh, đó là tham ái, đó là chấp thủ. Và khi các ngài hiểu rõ được như vậy, biết rõ được như vậy, thì các ngài đoạn trừ những cái gốc rễ để tạo nên cái đời sống luân hồi này, đó là đoạn trừ vô minh, đoạn trừ tham ái, đoạn trừ cái chấp thủ, tức là liên quan đến sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Cho nên khi mà đối với bậc thánh là như vậy, còn đối với người phàm phu á, thì rõ ràng là trong cái sự chấp của mình ở trong khía cạnh này, góc cạnh nọ đó, thì vẫn còn có một cái sự chấp thủ trong đó, vẫn còn có một cái ngã trong đó. Và đạo Phật thì Đức Phật này dạy cho những gì mà thoát ly, cho tất cả chúng sinh được thoát ly khỏi cái sự ràng buộc mà nó hằng hữu trong cái đời sống luân hồi này. Nó hằng hữu là do chúng ta vô minh, cho nên chúng ta
không nhận ra được cái gì là sự thật của nó. Rồi do chúng ta đắm nhiễm chấp giới cho nên là chúng ta có luân hồi sanh tử, còn luân hồi sanh tử. Còn đối với các cái bậc thánh á, thì các ngài do cái tri kiến được thanh tịnh và do cái tri kiến được đoạn thấy rõ, biết rõ, đoạn trần được tha mái, chấp thủ, và các ngài thành tựu được quả vị thánh nhân là như vậy. Thì cái bài học hôm nay đó thì chắc là chúng tôi nghĩ rằng nó còn cái ý nghĩa rất là nhiều. Chúng tôi chỉ chia sẻ bấy nhiêu ở trong cái sự trình bày của mình. Có lẽ là còn thời gian còn lại thì sẽ dành cho chư tăng thảo luận bàn sâu rộng thêm liên quan đến cái bài kinh Chulasachakasutta này, tức là tiểu kinh Sachaka. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình trường tọa pháp thân với pháp loại vừa rồi. Bạch chư tôn đức và quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Trí xin được thỉnh trường tọa thưa quyền, trường tọa có nghe được không? Nếu trường tọa thưa quyền nghe được, xin trường tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Trường tọa thưa quyền, khi chúng ta nói về giáo lý vô ngã đó, thì dường như là nhiều người trong chúng ta hiểu rằng ở thế gian này nó không nằm ở dưới cái quyền lực tuyệt đối của ai hết. Nhưng mà có nhiều người mới đọc thoáng qua hơi ngạc nhiên là tại sao trong lúc mà Đức Phật đang dạy về lý vô ngã, về cái sắc thọ tưởng hành thức không phải là của ta, thì ngài lại nói đến cái quyền lực của các vị vua, các vị đại đế, các vị vua các quốc gia lớn như là vua xứ Kiều Tắc La hay là vua xứ Ma Kiệt Đà chẳng hạn. Thì khi Đức Phật ngài đề cập đến cái quyền lực lớn của các vị vua mà để, thì ngài muốn chứng minh cái gì về giáo lý vô ngã? Xin thỉnh sự tỏ tình quyền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng, chúng con kính lễ đến thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp tăng, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa minh hạnh, đại đức tính, đại đức tuệ tri, sư minh thông cùng sư tăng đang hiện diện. Xin chào đến những tu nữ cùng sư phật tử. Về quả thật như chúng ta thấy, sắc tưởng hành thức tất cả pháp nó là vô ngã, từng cái sắc cái thọ cái tưởng hành cái thức, mà ở đó chúng ta thấy nói như vậy, như Đức Phật ngài nói đến một cái điều mà một cái quyền mà lớn lao nhất của kiếp người, đó chính là vua chúa. Một vị vua có thể quyền sanh quyền sát, có thể mở rộng danh sang, có thể làm tất cả những gì ý mình muốn là có thể được. Nhưng cái cuối cùng vua đó cũng không thoát khỏi cái chết, không thoát khỏi cái già, cái bệnh và cái chết, hay là ngay cả luôn cái quyền hành đó bị người, bị kẻ gian, hay là bị kẻ thù, bị các nước lân bang mà chiếm đóng, nó có thể mà người ta đánh. Thì ở đây nhớ trong cái bài kinh mà ngày có một bài kinh mà cái kệ rất là hay. Sư Phật tử quên cái tên, tức là xưa trong cái bài kệ rất là hay là tôi đã thấy biết bao người giàu có, ngay cả vua chúa mà luôn luôn như là những vua chúa muốn biên cương của mình dài tận mãi, nhiều như thật nhiều mãi, nhưng vẫn không thoát khỏi cái gì, cái chết. Ngày giá xá. Cho nên ta chọn đi tu, ta chọn trở thành vị tỳ kheo bởi vì ta thấy rằng các pháp nó vô ngã. Ở đây chúng ta thấy
vua chúa có quyền tận sức, có quyền tước đoạt, có quyền chém giết tất cả. Cái quyền lực nó cao như vậy, nhưng cuối cùng cái quyền sống đó vua không có trọng được. Cái vùng mà cái quyền sống mà sống vùng sống mãi, sống mạnh sống mãi, như là xưa kia như chúng ta thấy như Tần Thủy Hoàng muốn cho mình phải như thế này, muốn cho mình phải như thế kia, để chọn những cái liều thuốc trường sanh bất lão, tức là hiện hữu mãi trong cuộc đời này, những điều mà không thể được. Chính vì cho con người ở đây, nó con người chấp hữu cái tham lam quá, chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam. Con người ít có từ bỏ tánh tham lam. Thì ở đây nói rằng cái quyền hành của một vị vua sau khi quán đảnh, thì như vua sẽ nói đấy mà Đức Phật ngài dạy là nước cô sa la a cha ta sa tú và hai con bà quê đi nước ma na thá vân vân. Những người này rất là mạnh mẽ, những đất nước này rất là hùng cường. Sao tới nói là ngày hôm nay trong hiện thực của cuộc sống này, trong hiện thực của cuộc sống ngày hiện đại này luôn, chúng ta thấy có một nền y học nào cho bằng Mỹ, cho bằng nước Pháp? Nếu chúng ta nói về y học các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, có thể chữa trị bằng những liều thuốc, những phương pháp khoa học rất là đặc biệt, rất là tốt đẹp, rồi người ta muốn cải lão hoàn sinh luôn. Ta thấy là những cái tế bào cho nó sống lại, cho nó tươi trẻ lại, cái đó là người ta muốn như vậy. Nhưng chỉ có một con Covid thôi mà nó làm cho từ tổng thống các nước cho tới những người thấp kém nhất ở trong một đất nước đó cũng phải khiếp sợ mà không điều trị được. Thì chúng ta thấy cuộc sống này nó tạm bợ, cuộc sống này nó vô ngã, nó không thật có. Những gì tiền tài vật chất danh vọng tình cảm tâm tư nhà cửa vân vân, tất cả mọi thứ cuối cùng nó phải mất, nó phải biến diệt, đó là sự thật. Khi học hiểu được cái điều này, chúng ta mới nhớ đó là điều đặc biệt. Bởi vì sao vậy? Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Ta phải chết. Ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành thì được vui, cái dữ chịu khổ. Ngày và đêm nó qua mau lẹ, rồi chúng ta cũng phải ra đi. Chúng ta ra đi. Đó là những điều mà một người tu hay là một người bình thường phải hàng suy niệm. Một vua Sắc Đế Lị nhiều quyền hành lắm, nhiều quan mà chăm lo cho sức khỏe cho vua, cũng như ngày hôm nay có nhiều y bác sĩ thật sự là giỏi để chăm lo sức khỏe cho những chính khách là tổng thống hay là ở trong thượng nghị viện, hạ nghị viện, họ có họ được cái sự chăm sóc đặc biệt đó. Nhưng quả thật cái sự chăm sóc đó nó cũng đâu có thể một cách tuyệt đối được, mà do cái gì? Cái nghiệp lực, nghiệp duyên của mỗi người. Bệnh cũng là bệnh thôi, cũng nhiều thủ tướng ở các nước châu Âu cũng bị bệnh, bị dịch Covid. Thì chúng ta thấy nó phải tuyệt đối được. Thì cũng vậy, bởi vì chúng ta không thể làm chủ cái gì, cái mạng sống, cái nghiệp lực của ta, cái mạng sống của ta, ta không có làm chủ được. Ở đây Đức Phật ngài đưa lên những hình ảnh của các vị vua Sắc Đế Lị để ngài nói rằng tại sao nó quyền lực như vậy mà lại không có thể toàn quyền được, không có thể toàn quyền được, không thể sống được, không có thể sống hùng sống mạnh được, không có thể sống mãi được, có thể sống hùng sống mạnh được nhưng không có thể sống mãi được, rồi cũng phải già, rồi cũng phải bệnh, rồi cũng phải chết, rồi cũng phải qua đi, bị xóa ngôi, bị tước đoạt quyền, vân vân. Chúng ta thấy đó là giá trị sự thật. Đó, như là vua Bimbisara.
ra bình xương bị Ajatasattu xóa ngôi. Thì ở đây chúng ta thấy phải nói rằng là rất là ghê gớm. Nếu chúng ta suy nghĩ ở trong cuộc đời rồi chúng ta mới thấy hay lắm mà, giỏi lắm mà, cuối cùng cũng hoàn không. Cuối cùng cũng hoàn không. Nó hoàn không như vậy thì cũng như cuối cùng thì thật sự thế giới là vô thường, thế giới là vô sở hữu, ra đi bởi tất cả. Chúng ta nhớ nghe là Tạp Lá đã nói như vậy. Thế giới là vô thường, thế giới là vô sở hữu, ra đi bởi tất cả. Nó là sự thật không thể nào mà có thể cầm nắm bắt được. Thì vì vậy cái sự tu tập để tất cả chúng ta đưa về cái gì? Cái chúng ta không có chấp ngã, cái chúng ta không có chấp ngã. Cái điều đặc biệt trong sự tu tập để dạy người đệ tử không có chấp ngã. Phàm sở hữu tướng giai thủy hư vọng là vậy. Tướng chứ sự thật sự không có thật. Rồi tất cả tướng trạng đó nó sẽ vô thường, sẽ khổ não, nó sẽ vô ngã, không thật có. Chúng ta tu tập để làm gì? Để vượt qua cái sự dính mắc, vượt qua cái sự dính mắc chấp hữu chấp ngã, vượt qua cái chấp hữu chấp ngã đó để chúng ta mới được an lạc. Ngày nào còn chấp hữu chấp ngã ngày đó còn khổ đau. Cho nên vì vậy chánh kinh ghi lại của Đức Phật đó, đến nói đến các vị vua hay là ngay cả quốc gia của mình, nó dài nó rộng nó lớn như thế này như thế nọ, nhưng đến cuối cùng để nói về cái gì? Để nói rằng cuộc sống của các vị vua đó rồi thì cũng hoàn không thôi, cũng có bao nhiêu đó thôi. Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là cái câu trả lời suy nghĩ của chính con là như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì cứ kính cung thỉnh thượng tọa cùng với ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa tu kính thưa chư tổ sư quý. Thưa quý vị, thật ra trong bài kinh này chúng ta đọc nên đọc rất là kỹ, nên đọc rất là kỹ, bởi vì có một điều rất là thú vị là Sách Chắc Cá là một người rất giỏi về tranh luận, mà không phải giỏi tranh luận mà cả nhà Sách Chắc Cá cũng giỏi về tranh luận. Mấy người em Sách Chắc Cá cũng đã tranh luận với ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà cuối cùng được cảm hóa để đi xuất gia. Nhưng mà đặc biệt cha mẹ của Sách Chắc Cá đó đều là những người tranh luận rất là giỏi. Có gì ở đoạn cuối nó có gì giờ chúng tôi sẽ nói thêm. Ở trong bài kinh này thật ra thì cái ý nghĩa không phải là các vị vua có nhiều quyền hành nhưng mà vẫn rốt cuộc rồi phải cũng phải bó tay trước tử thần. Cái ý Đức Phật ngài dạy như vậy là nếu chúng ta nhìn nhận rằng nhà vua có quyền quyết định cho ai sống thì sống, cho ai chết thì chết, cho ai ở thì ở, cho ai đi thì đi, thì nếu nhà vua có quyền quyết định như vậy đó thì có nghĩa là người dân có nên nói rằng tôi làm chủ của tôi hoàn toàn không? Cái câu hỏi chúng ta phải hiểu đến như vậy. Tức là bây giờ mình nói là mình có quyền tuyệt đối, mình có quyền đối với cái thân của mình, thì như vậy là cái thân mình quyết định ra sao là do mình quyết định, chứ không phải ông vua không có quyền quyết định. Nhưng mà Sách Chắc Cá sẽ dễ dàng để mà mình chấp nhận rằng các vị vua có quyền nhiều, vì nếu các vị vua có quyền nhiều thì mình đâu có quyền nhiễu chính mình. Không biết chúng tôi nói về quý vị có nghe kịp không? Tức là nếu mà mình nói rằng các vị vua có một cái quyền lực rất là mạnh mẽ thì như vậy cái cuộc sống bản thân của mình đó mình không có làm chủ hoàn toàn. Ở Mỹ bây giờ có cái chuyện rất là khôi hài thưa quý vị, là người ta quan niệm rằng Mỹ đã đánh Trung Quốc một cách tơi tả và Trung Quốc không còn manh giáp gì hết. Tức là Mỹ đánh Trung Quốc rất dễ dàng, chỉ bung tay một cái là Mỹ chết. Nhưng mà đồng thời người ta cũng nói rằng Trung Quốc là một nước rất là khó nuốt, Trung Quốc đủ trò, đủ chiêu, Trung Quốc tiền bạc mạnh mẽ. Nhưng mà cả hai cái quan niệm đó nó đều xuất phát từ một nhóm người hết. Cũng cùng một nhóm người, họ tin rằng Mỹ đã đánh Trung Quốc một cách tơi tả. Nhưng cũng nhóm người đó thì họ nói rằng Trung Quốc á là đủ thứ xạo láo, đủ thứ chuyện gì hết. Như vậy trong đó có mâu thuẫn. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có quyền đối với bản thân của mình thì nhà vua không có quyền với chúng ta, đúng không? Và nếu nói nhà vua có quyền với chúng ta thì chúng ta không nên nói rằng chúng ta có quyền đối với bản thân của mình.
Thì như vậy chỉ một lý lẽ rất là đơn giản thường tình đó, là cuộc sống của mình nó lại lệ thuộc vào nhiều nhiều vấn đề khác nhau. Thành ra bài kinh này khi chúng ta đọc, chúng ta cố gắng đọc cho thật kỹ. Bây giờ thì chúng tôi xin được đưa bước sang câu số 2, và câu này xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Không biết có vị sư Đại Đức Tự Tri có thể post lên trên câu số 2 được không? Câu này thì quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Khi Sat-chát-ca nói với Đức Phật thì Sat-chát-ca lại đề cập đến đại chúng. Tôn giả Gotama: như vậy tôi nói, sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta. Và như đại chúng này cũng vậy. Và đại chúng này cũng nói như vậy. Đại chúng tức là cái đám thính chúng mà đang ngồi nghe đó. Thì Đức Phật dạy rằng: Akivesana, đại chúng này có quan hệ gì với ông? Này Akivesana, hãy giải thích lời nói của ông. Thì chúng ta đọc câu này của Đức Phật, cái câu của Sách Chắc Cáo, câu của Đức Phật, thì tại sao Sách Chắc Cáo dẫn chứng quan điểm của đại chúng, và Đức Phật lại trả lời như vậy? Thì xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng khoan hỷ giải rõ về điểm này. Alo, dạ cảm ơn quý vị. Giờ con Pháp Đăng kính hành lễ Đức Phật, Đức Pháp Tăng, kính hành lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Đại Quyền, Thượng tọa Pháp Thân, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tề Tri, Sư Viên Thông cùng với chư Tôn Đức Tăng kính chào như vậy cô Thượng nữ Tăng Cha Phật Tử. Thì chúng ta biết rằng á, ác quý quách xá ná đó là nói cái câu này, vì ác quý quách xá ná đó là với những cái vị mà gọi là tùy tùng của mình đó, đã thông báo và đã cũng như là thông báo cho tất cả dân chúng, hay là tất cả mọi người đi theo, để giống như ủng hộ vậy, ủng hộ quách xá ná vậy. Thì thường thường chúng ta biết rằng á, Quách Xá Ná là một cái người biện luận mà cũng như chúng ta nghe từng đoạn đảng nói về cái gia đình. Quách Xá Ná là một cái gia đình từ cha mẹ cho tới anh em, rồi em trai em gái đều là những người có biện luận giỏi, chúng ta gọi là những người có cái tiếng tăm đó quý vị. Ví dụ chúng ta thấy những người có tiếng tăm ở nước Mỹ, hay là những cái nhân vật mà được nhiều người có nghĩa là họ ngưỡng mộ đó, về cái tài năng. Ví dụ chúng ta giống như tổng thống Donald Trump vậy, có rất là nhiều người họ 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 theo cái đường hướng của ông. Thì cũng như vậy, Akiwesana có là được đương thời, nghĩa là được rất là nhiều sự trọng vọng từ những cái vua chúa, từ những vị bà la môn sát đế lỵ, từ những cái người có cái mình gọi là có cái địa vị, có cái tài sản, có cái uy quyền thế lực. Nên khi đó thì Akvisana muốn nói như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy tại sao Đức Phật ngài nói rằng có liên hệ gì đến ông, có liên hệ gì đến ông? Là Đức Phật thường thường quý vị biết rằng nếu mà nhiều người như vậy đó, nó sẽ sanh ra rất là nhiều những cái chuyện. Không phải Đức Phật ngài chỉ cần ở trong cái điểm này đó, thì Đức Phật này biết rằng Akvisana là một cái điểm tựa cho những người kia. Bây giờ chỉ cần nói cho Akvisana hiểu rõ những cái điều đó, thì những cái người kia nếu có hiểu hay không hiểu thì Akvisana sẽ khi mà họ Akvisana khi mà phục tùng Đức Phật, rồi cái sự thể hiện đó, cái sự thể hiện của Akvisana thì là mọi người sẽ có cái sự kính phục hơn, vì tất cả mọi người đó nghĩ rằng Akvisana là giỏi. Nhưng bây giờ gặp Đức Phật là Akvisana là đưa ra hình ảnh, thí dụ như đi chiến đấu với voi, với lửa, với trâu, với bò hung dữ, hay là với rắn hổ đồ độc độc vậy á, nhưng mà có thể còn cũng mong sống sót, chứ còn đi mà luận chiến với Đức Phật á, thì còn nguy hiểm hơn nữa. Thì điểm này cho chúng ta thấy rằng á, thật sự đó thì Đức Phật ngài biết được Akvisana, và ngài cũng biết duyên lành Akvisana ở trong tương lai này ông cũng sẽ giác ngộ. Nên đó, chúng ta thấy rằng
Đức Phật á, thì ngài nói những người đó có liên hệ gì với ông, để muốn muốn biết rằng ông chỉ cần đưa cái lý luận của ông ra và Đức Phật á, thì ngài trình bày phá bỏ những cái lý luận đó để cho ông nhìn nhận được cái sự thật. Khi ông nhìn nhận sự thật đó, là sự thật, là sự thật thôi. Ví dụ có nhiều người á, cũng vậy thôi, không khác gì nhau. Thì thường thường chúng biết rằng ở trong kinh thì có rất là nhiều những cái mẫu chuyện, những cái mẫu chuyện mà Đức Phật ngài đối diện với một cái người đó, và có thể nhiều khi ngài hỏi qua người khác, một người khác cũng được sự tôn trọng. Mà những cái bài kinh trường bộ chúng ta cũng thấy có những cái điểm như vậy. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài muốn nói với Ác Bú Xá Ná đó là những người đó không có liên hệ với ông hết á. Ông hãy giải thích đi, nghĩa là ông giải thích cái vấn đề mà Như Lai hỏi ông thì ông giải thích đi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật thì khi mà ngài muốn độ một người nào đó, thì ngài thấy cái nhân duyên của người đó và ngài thấy được cái lý pháp mà để làm cho người đó tỉnh thức, cái người đó tỉnh thức và người đó nhận diện được cái sự thật. Và khi nhận diện được sự thật đó thì họ sẽ bày tỏ cái sự kính phục và bày tỏ ra những cái lời nói với sự tôn kính Đức Phật. Thì theo con nghĩ rằng Ác Như Quý Sơ Ná là nói về sắc thọ tưởng hành thức á, theo cái cách của ông và Đức Phật á, thì ngài biết được á, có nghĩa là và ngài đã phán đề này và cũng cho chúng ta biết rằng dù một người hay là dù nhiều người hiểu sai nó cái chân lý nó cũng không có tỏ rõ ra. Dù là cũng 1.000 người đi mà hiểu sai nó cũng là sai thôi, chứ không phải vì 1.000 hay sai rồi tại nó không có cái số áp đảo vì vấn đề mà người ta đồng tình, mà cái sự thật đó là sự thật thôi. Chúng ta hiểu vậy, cái sự thật là sự thật thôi, chứ giờ có 1.000 hay 1.000.000 hay 1.000.000 người á, họ áp đảo theo cái khuynh hướng đó đó thì cũng không phải là sự thật. Nên chúng ta thấy rất là nhiều những cái điều mà Đức Phật ngài nói với những người xứ Kalama đó, chớ có tin vào truyền thống, chớ có tin vì số đông, số đông á, có nghĩa là chớ có tin vì số đông á, họ đồng tình. Chớ có tin gì nhân lý luận, chớ có tin gì đúng, gì truyền thống, chớ tin gì một người lớn, một vị trưởng lão đó. Đức Phật nói như vậy để chúng ta hiểu rằng chúng ta khi mà suy nghĩ chín chắn rồi đó, thì chúng ta hãy vội tin Đức Phật là bậc mà liễu ngộ và ngài thấy những cái kiết sử lậu hoặc phiền não từ do cái danh sắc ngũ uẩn này, và cái sự chấm dứt cái phiền não cũng từ danh sắc ngũ uẩn này. Khi mà hiểu đúng đắn, người đó phải tự tỏ ngộ được chánh pháp mà Đức Phật muốn người đó tỏ ngộ. Tại đây chúng ta thấy Phật đó, là ngài khéo thuyết giảng cái chánh pháp, và người nào mà nhận được cái chánh pháp đó đó thì sẽ thấy được Đức Phật. Ở điểm này thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện như là Đức Phật ngài gặp Đức Vua ở trong cái lò gốm, mà ngài giảng ở vua Bút Quốc Sa Tý đó, mà ngộ nhận được, hiểu được chánh pháp này, chứng ngộ được chánh pháp thì biết đây là chỉ đây là Đức Phật thôi chứ không phải là người khác. Đây là bậc đạo sư mà mình muốn đi tìm, nhưng mà mình kêu là hiền giả, như thật sự vì không biết được. Khi mà nghe pháp mình tỏ ngộ rồi biết đây là bậc đạo sư cũng giống như vậy. Thì Đức Phật á, thì ngài muốn Ác Bú Xá Ná đó, nghĩa là hãy giải thích những cái gì mà Đức Phật ngài hỏi. Và khi mà giải thích như vậy thì tự hội chúng này cũng sẽ biết thôi, tự cái hội chúng này cũng sẽ hiểu được cái điều đó thôi. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, thì ngài nói về cái chân đế hữu vi là tâm sở hữu sắc pháp, đó là những cái gì chân đế hữu vi. Mà hễ cái gì là hữu vi đó, nó có nhân duyên do nhân duyên mà sanh, và nó cũng tan rã do nhân duyên đó, không có đầy đủ nữa, mình gọi là nhân duyên diệt đó. Nhân duyên sanh do điều kiện sanh, như là nghiệp sanh, rồi tâm sanh, rồi thời tiết sanh, thì những cái điều kiện đó để cho mình sanh tồn. Còn nếu mà chỉ có một điều kiện thôi đó thì mình cũng không thể nào sống được. Con người sống được thì phải do nhờ vật thực, không khí thở. Nếu mà không có vật thực, không khí thở đó, thì con người cũng sẽ chết. Thì cái nhân duyên là chúng ta biết rằng vật thực nó cũng là nhân, là duyên để duy trì cái danh sắc này.
Thì tâm nó cũng là nhân là duyên, rồi sở hữu tâm nó cũng là nhân là duyên, nó đồng sanh với tâm, đồng đồng lương căn, đồng biến cảnh, đồng diệt. Thì những cái điều đó được Đức Phật ngày nói như vậy đó, cái nghĩa là cái nhân duyên á mà hiện hữu, cái nhân duyên nó không có đầy đủ thì nó tan rã. Cũng chúng ta gọi chúng ta sống á, thì do cái danh mạng quyền, cái sắc mạng quyền nó duy trì cái thân chúng ta thôi. Nhưng mà khi danh mạng quyền, sắc mạng quyền nó tan rã, nó không nó thích, nó không còn tục sinh, nó không còn duy trì cái mạng sống, là mà chúng ta gọi là tâm tác tục khổ kiếp và tử đó. Nếu mà tâm tử sanh lên rồi đó thì chúng sanh thì cũng tan rã, cái thân ngũ uẩn này nó cũng tan rã, sắc thọ tưởng hành thức cũng tan rã, có nghĩa là mỗi cái thân này đó, nó danh sắc nó tan rã, thì cái phần danh đi theo danh sắc, đi theo sắc, không ai gìn giữ, cũng không ai bảo hộ, cũng không ai mà kiên định với nó được, nó cũng là nhân duyên thôi. Thì theo cái câu hỏi thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy, con biết hết ý thượng tọa muốn hỏi hay không, nhưng mà con xin trình bày như vậy. Nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Sa thú cái chân thượng tọa pháp đăng, để Đức Phật Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Đại Học Tính nghe được, xin thỉnh Đại Học Tính trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Cô số 3. Một lần nữa xin được hỏi Đại Học Tính. Đại Học Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Dường như Đại Học Tính không nghe được. Sư Nguyên Thông B. Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ, Sư Thông Sư Quang Khỉ trả lời là tại sao Đức Phật Ngài hỏi Sách Chá Cá về chứ? Một người ái luyến khổ, chấp trước khổ, tham đắm khổ, thì vì đó quán khổ nhìn thấy là đây là của ta là tự ngã của ta đó. Thì người ấy không thể nào mà liễu tri khổ và cũng không thân gì khổ được. Xin Sư Thông chia sẻ một vài cái suy nghĩ về điều này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ và Đạo Tràng, con tuân lệnh Sư Phụ giấc đẳng. Dạ, sẽ có thảo luận cái thảo thuận số 3. Sorry. Xin giải thích câu Phật ngôn này. Này Akive Sana, ông nghĩ thế nào? Ai luyến khổ, chấp trước khổ, tham đắm khổ, quán khổ và nói cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, người ấy có thể liễu tri các khổ, người ấy có thể liễu tri cái khổ của mình hay có thể sống trừ diệt khổ không? Kính thưa Sư Phụ và Đạo Tràng, cái việc này là không thể nào có được, là bởi vì cái điều này nó đi ngược lại với lại lời giảng dạy của Thế Tôn. Thế Tôn giảng dạy rằng trên thế gian này là khổ. Vì sao khổ? Là vì vô thường. Vì vô thường, thí dụ bây giờ cha con, mẹ con và hai đứa con gái của con và mấy đứa em của con chết gần hết, thì vì mình thương em, thương cha mẹ mình chết rồi khổ, cho nên trên thế gian này cái mà điều mà Đức Phật giảng dạy là thế gian này là khổ, là vì cái vô thường, khổ vô ngã. Nghĩa là trên thế gian này bất kỳ cái gì mà chúng ta thấy, bất kỳ cái gì mà chúng ta tưởng tượng, tất cả cái đó đều là vô thường. Bất kỳ cái gì mà chúng ta rờ mó, thí dụ như cái computer của chúng ta, thì nếu mà năm nay nó không hư thì 3 năm sau nó hư, thì bản thân con đã xài có thường trên 5 cái computer rồi. Thì điều đó cho thấy là những computer này đều là có vô thường. Và vì vậy cho nên cái luật vô thường và cái luật nó gọi là nhân quả là cái chuyện mà chúng ta phải học, phải hiểu. Người nào mà không hiểu được giáo pháp của Đức Phật Thích Ca là khổ, vô thường, khổ, vô ngã, và cái chánh tri kiến của chúng ta mà nếu chúng ta không biết là tứ diệu đế, bát thánh đạo và thập nhị nhân duyên, là người đó không phải là đệ tử của Thế Tôn. Và người nào mà Đức Phật giảng dạy rằng cái người mà nào mà cung kính Thế Tôn mà không phải là đem nhiều quả chuối hay đem nhiều đô la hay euro cho dân cho Thế Tôn, mà Thế Tôn nói rằng người nào mà thực hành pháp của Thế Tôn dạy là người đó cung kính Thế Tôn một cách cao thượng nhất. Bởi vì vậy, kính thưa Sư Phụ,
Người nào mà cung kính Thế Tôn một cách cao thượng nhất là làm theo lời Ngài giảng dạy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái từ bi của Ngài rất là vĩ đại và bao la. Bởi vì khi mà chúng ta làm theo lời Ngài giảng dạy thì chúng ta không chấp cái thân này là của chúng ta. Vì không chấp cho nên chúng ta không mắt ta mũi lưỡi thân ý chúng ta duyên với trần cảnh bên ngoài là sắc thinh hương vị xúc và pháp. Thì chúng ta không dướng mắt cái điều đó là chúng ta sẽ không khổ. Và nếu mà chúng ta nghe lời cái Thế Tôn giảng dạy chúng ta thực hành Samatha và Vipassana thì một ngày đẹp trời nào đó khi những cái ba la mật của chúng ta đã đầy đủ thì chúng ta có thể chứng đắc những tầng thiền và những đạo quả từ sơ tam tứ quả và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Kính thưa sư phụ, là vì vậy cho nên là cái câu hỏi số 3 này chúng là cái câu hỏi mà con nghĩ rằng sư phụ rất là từ bi chỉ cho cái câu hỏi này, mà người nào mà quán câu hỏi này, hiểu rõ câu hỏi này và có câu đáp án cho câu hỏi này thì người đó đã tiến dần đến cái chân lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy là thời gian trần gian này là khổ, mà ai luyến ái thì sẽ khổ, ai chấp trước thì sẽ khổ, ai tham đắm thì sẽ khổ, mà ai quán khổ để biết rằng tất cả những cái điều đó là nó sẽ do cái tanha là cái ái dục của nó sẽ cột trói cho chúng ta trong cái trần cảnh này mà để chúng ta tham luyến cái này sanh tử luân hồi. Cho nên Thế Tôn mà khi mà Ngài giác ngộ, Ngài nói là ta đã từng bao kiếp tìm kiếm cái người xây tạo cái con nhau ngôi nhà này mà cha ta tìm chưa ra, cho nên bây giờ cha đã tìm ra. Vì vậy cho nên những cái cột kèo của cái ngôi nhà này đã bị gãy bỏ. Cái đó là gì? Cái đó là cái tâm luyến ái, là cái ngã chấp của chúng ta, là cái ngã chấp chúng ta cũng chính là cái ta ngu si đó. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không còn ngã chấp, không còn cho cái thân này là của ta nữa, thì chúng ta đã lần lần hiểu rõ cái giáo pháp, và từ đó chúng ta có thể xa lìa, xa lánh và diệt trừ được cái khổ, cái luyến ái từ trong tâm của chúng ta. Và như vậy chúng ta có thể thông dong tự tại trong cái trần ai này. Kính thưa sư phụ, đó là cái sự hiểu của con về cái câu hỏi số 3 này. Tuy nhiên thưa sư phụ, con là một chúng sanh vô minh, cho nên những lời mà nói ra của một chúng sanh vô minh thì không đáng tin, không đáng kể. Con xin trao mai là chứ sư phụ và thỉnh cầu sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói sai. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, xin trì đường xuyên chứng minh sư Nguyên Thông. Bạch Thư Tọa, tân Thư Tọa có ở trước quái và còn nghe được không? Nếu Thư Tọa, Pháp Tân nghe được kính thỉnh Thư Tọa trả lời cho câu số 4. Một lần nữa xin hỏi Thư Tọa, Pháp Tân Thư Tọa có nghe được không? Thưa quý vị, Thư Pháp Tân nghe được. Chúng tôi xin tiếp lời của Chư Tăng với một vài điểm sau này, sau cùng. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng là nếu có thời giờ thì sẽ nói thêm một ít về cha mẹ của Sách Chắc Cá. Thưa quý vị, đa phần khi mà chúng ta học kinh Phật đó, thì chúng ta tin vào cái nghiệp duyên của mỗi chúng sanh. Nhưng mà ở trong tự nhiên nó cũng có một cái này là cái, nó gọi là cái gen, hay là ngày hôm nay ta gọi là cái DNA đó. Thì rất là thú vị là trong gia đình của Sách Chá Cá thì cha mẹ Sách Chá Cá là một người nổi tiếng là biển đại, mà các anh chị em Sách Chá Cá đều nổi tiếng như vậy hết. Câu chuyện nó thú vị ở điểm đó là cha của Sách Chá Cá và mẹ Sách Chá Cá khi mà còn là một thanh niên thiếu nữ thì đều đấu khẩu với nhau mà không ai có thể nhường trai hết, và cả hai đều là đệ tử phái Nikandha. Thì các vị Lichu Huy đó mới thấy rằng tranh luận hoài như vậy không có lợi, mà do vậy các vị Lichu Huy đã đưa ra một cái đề nghị là thôi hai người cưới nhau đi, là vợ chồng đi, rồi nếu mà họ chịu cưới nhau thì những vị hoàng tử Lichu Huy sẽ cung cho họ cái bổng lộc để họ họ được sống. Tại vì những vị Lichu Huy cũng theo đạo Nikandha,
Chúng tôi không biết là quý vị có thấy cái đạo tràng nào, không có chùa nào có hai người cãi lộn với nhau hoài rồi quý vị xuống thôi cưới nhau cho rồi. Thì đó là cái giải pháp của quý vị chư vị. Và khi mà hai người cưới nhau làm vợ chồng thì sanh ra mấy đứa con, đứa nào cũng quá trời, đứa nào cũng rất là giỏi biện tài. Và có bốn người con gái của hai ông bà đó đến tranh luận với Ngài Xá Lợi Phất và được Ngài Xá Lợi Phất cảm hóa và trở thành các vị thánh ni, các vị thánh A-la-hán. Còn riêng về Sát Xá Cá đến gặp Đức Phật thì không có thành tựu cái gì hết, nhưng mà rồi theo trong sớ giải đó thì về sau này thì Sát Xá Cá trở thành sanh để trở thành một cái người Tích Lan. Và người Tích Lan có cái tên là Kalaputarakita và thành tựu quả vị A-la-hán. Thì theo trong sớ giải thì nói rằng Đức Thế Tôn Ngài biết rằng Sát Xá Cá lúc đó không thể tác đạo chứng quả được, nhưng mà về sau này có duyên thành ra Ngài mới giảng. Dạ, mới giảng như vậy. Và thưa quý vị, ở đây chúng tôi muốn dạy hai điểm khác của bài kinh ngày hôm nay mà quý vị phải lưu ý. Thật ra bài kinh này có rất nhiều chỗ, nhiều chỗ để quý vị để ý lắm, nhưng mà nói thì không có thì giờ. Khi Sách Chắc Cá nói Đức Phật là tôn giả Gautama, và quý vị quan hệ sư tự tiêu hệ post câu số 5 dùm sư, post câu số 5 dùm, tôn giả Gautama rất có thể có sự an toàn cho một người chiến đấu với con voi điên, nhưng không thể an toàn cho một người chiến đấu chống tôn giả Gautama. Thưa tôi, tôn giả Gautama rất có thể có sự an toàn cho một người chiến đấu với đám lửa hừng, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu với tôn giả Gautama. Có người rất có thể người an toàn chiến đấu với con rắn độc dữ tợn, nhưng không thể an toàn chiến đấu với Gautama. Tôn giả Gautama, chúng tôi thật là lỗ mãng, chúng tôi thật là khinh suất. Thì cái câu nói này đó ở trong tiếng Việt Nam á, thì đôi khi nghe nó là vấn đề phạm thượng, có nhà nói xúc phạm lắm. Ví dụ như sao bây giờ mình nói chuyện với con rắn độc coi bị ít nguy hiểm hơn nói chuyện với anh, hay nói chuyện với con voi, tức là mình tranh đấu con voi điên á mà ít có nguy hiểm hơn là tranh đấu với anh á, thì cái câu này là câu nặng lắm, câu chữ nặng lắm. Nhưng mà thật ra câu này câu tán thán thì quý vị, câu tán thán ý sẵn đây ạ. Ý của Sách Chế Cá chỉ nói rằng quý vị chờ chúng tôi một chút nha, chúng tôi phải post này lên cho quý vị. Bởi vì quý vị trong mỗi cái văn hóa đó, trong mỗi văn hóa có một cách nói khác nhau, có cái tranh luận khác nhau, nên khi mà Sách Chắc Cá nói như vậy mà trong tiếng Việt mình đọc, mới đọc thoáng qua đó mình nghe nó hơi phản cảm. Đó không phải lời tán thán. Tại sao mà nói chuyện con rắn độc á mà còn ít nguy hiểm hơn nói chuyện với Ngài, thì mình nghe cái câu giống như mình chửi, nhưng mà thật ra không phải. Đó là cách nói tối đa, cái cách mà bày tỏ cái sự hâm mộ, ngưỡng mộ của Sách Chắc Cá, để nói rằng gặp những trường hợp bị ít nguy hiểm hơn nói chuyện với Đức Phật, bởi vì Đức Phật hỏi câu nào cũng không có trả lời khác hơn được. Ví dụ như vậy, thành ra đó là một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Bây giờ đó, chúng tôi lại muốn nói tới một cái chữ khác và một cái câu khác mà quý vị cần để ý là Sách Chắc Cá sau khi mà thỉnh Đức Phật đến nhà trai tăng cúng dường xong thì Sách Chắc Cá ngồi xuống một bên nói với Đức Phật rằng này tôn giả Gautama, trong cuộc bố thí này nếu có công đức và công đức địa, mong những vị bố thí sẽ hưởng hạnh phúc. Nếu có công đức và công đức địa thì công đức địa là gì? Công đức địa là gì? Thì ở đây đó, công đức dịch là chữ buôn nhá, nếu có phước. Và còn công đức địa ở đây là một cái chữ mà mình dịch rồi dịch nghĩa đuôi, dịch của chữ buôn nhá ba hi. Quý vị chờ chúng tôi có chú thích phần Bali đó.
cái chữ Punyamahi đúng nghĩa đúng là Punya là phước, và Mahi là đất, và Punyamahi tức là ở đây dịch là công đức địa, và công đức địa thì thật ra cái chữ Punyamahi ở đây đó được dịch là công đức địa là dịch theo nghĩa đen, theo nghĩa bóng á, dịch là nếu có cái phước phước báo và những gì liên hệ đến phước báo, dạ, những gì liên hệ đến phước báo. Ví dụ như là chúng ta hiểu rằng khi mình vào trong vườn cây á, thì mình nghĩ đến cái cây, nhưng mà cái cây đó, đó nó mọc ở trong một khu vực. Do vậy chúng ta nói cái vườn cây là cái tổng thể, Punyamahi là công đức địa. Theo trong sớ giải thì nói rằng Satchaka lúc đó cũng còn có cao ngạo và nghĩ rằng cái việc mình cúng dường lên Đức Phật là ở trong đó có một cái sự chung góp của các vị Lichavi, tại vì những vị Lichavi là những vị rất là sùng kính Đức Phật. Do vậy khi thỉnh Đức Phật đến nhà Trai Tăng thì Satchaka có lên tiếng trước là nếu các vị mà có cái gì muốn mang đến cúng dường các vị có thể mang đến, giống như hôm nay mà có vị thí chủ nào mời Trai Tăng nhưng mở lời trước là chúng tôi có nấu thức ăn để cúng dường Chư Tăng, nhưng mà bà con vị nào muốn góp phần thì cứ góp phần, thì các vị Lichavi đã mang đến rất là nhiều thực phẩm ngon để góp phần vào, thì Satchaka đã muốn nói lên cái lời giống như là lời cầu nguyện phước báo gì những vị đó, và nếu có cái công đức và những cái gì liên hệ đến công đức thì xin được hồi hướng đến những vị đó, tất cả mọi người đều được hưởng hạnh phúc. Thì Đức Phật này đã trả lời một cách rất là ôn tồn, không câu trả lời của Đức Phật. Thì Đức Phật này dạy rằng tất cả những ai bố thí, những ai cúng dường, và sự bố thí cúng dường đó mà đối với những người không có dính mắc, không có sân hận, không có si mê, đoạn tận tham sân si đều có phước nhiều. Đức Phật nói Như Lai đã đoạn tận tham sân si, thì ngài nói rằng tất cả các vị đều có phước. Nhưng mà trong câu trả lời của Đức Phật á, thì là hàm tàng ngụ ý khác, là Đức Phật hiểu là Satchaka vẫn còn cao ngạo trong lòng. Satchaka nghĩ rằng mình là người hiểu đạo, tuy rằng biện đài thua Đức Phật, không có bằng Đức Phật, nhưng mà Satchaka vẫn là một người có cái địa vị cao trọng và giống như một bậc thánh theo cái quan niệm của người theo đạo Kỳ Đại Giáo, đạo Chen á, là Satchaka là người có địa vị cao lắm. Nên Đức Phật trả lời một câu trả lời cũng thú vị. Thì nói chung thì trong bài kinh này đó, thật ra thì còn nhiều điểm nữa mà chúng tôi chưa có nói hết ở đây, tại vì thật ra thì không có thời giờ. Nhưng mà nếu quý vị đọc lại ở trong bài kinh này thì quý vị có thể nhận ra là cả một cái bài kinh trong cuộc đối thoại đó, thì Đức Phật ngài nhắc cho chúng ta thấy rằng cái điểm then chốt trong đời sống đó là đau khổ nó đến từ cái sự chấp thủ lầm lạc. Và cái con đường giải thoát đó, nó phải là con đường khởi đầu từ kiến vô thường, rồi đạo vô thường, rồi mới giải thoát vô thường. Kiến vô thường là một cái nhìn cho thông thoáng, cái nhìn không bị. Và đạo vô thường là con đường cao quý, và cuối cùng mới đạt đến giải thoát cao thượng. Thì cái kiến vô thường ở tại đây đó, là cái nhìn không có chấp thủ, không bị kẹt đó. Là cái nhìn nó không nói rằng đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thí dụ như là sư Quy Thông hồi nãy sư có đề cập đến là có người bỏ ra số tiền mua một cái computer rất là mắc tiền, thay vì ta mua computer 1.000 đồng mình mua 2.000, mua rất là mắc tiền, và mình giữ rất là làm của. Nhưng mà rồi 2-3 năm sau nó còn mới toanh, chưa có xài bao nhiêu hết,
mình đem ra mình nói với người khác, à, cái này còn có giá trị, nhưng mấy người nói rằng bây giờ cái đó nó không có giá trị nữa, à, 2.000 đồng giá trị của năm trước bây giờ nó là lỗi thời rồi, nó có nhiều cái lỗi thời rồi, thì người này rất là buồn. Và người này rất là buồn, buồn vì người ta không chấp nhận được cái sự thay đổi vô thường. Và mình cứ đinh lên là mình giữ mới, mình giữ nguyên như vậy, mình để trong tủ thì nó sẽ mãi mãi nó vẫn còn giá trị vậy, nhưng mà nó mất giá, nó mất giá theo thời gian. Thì tương tự như vậy, trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều cái khổ mà do chúng ta chấp thủ. Cái sự chấp thủ đó phải được xóa đi bằng cái kiến cao thượng. À, thí dụ như là bất cứ cái gì mà chúng ta chấp thủ đó là của tôi, đó là tự ngã của tôi, hay là của đó là ta, đó là của ta, đó là tự ngã của ta, thì đều khổ hết. Đây là cái mấu chốt mà chúng ta cần nhớ. Dạ, chúng ta cần phải nhớ, rất là cần để nhắc nhở. Nhiều khi mà mình bị đau khổ trong cuộc sống là do mình chấp thôi. Dạ, do mình chấp thôi rồi. Cái con đường tu tập được khởi đầu từ cái nhìn cho chân xác, và cái nhìn không chân xác không đúng lắm thì chúng ta dễ đau khổ. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài có dạy một câu rất là ngắn nhưng rất hàm súc mà chúng ta cần nhớ, là cái gì gọi là lẽ thật biết là lẽ thật, cái gì là phi chân biết là phi chân. Dạ, nếu mà ai chấp thủ tà vại thì người sẽ đau khổ. Nhưng mà lẽ thật vẫn là lẽ thật, cái gì phi chân biết là phi chân, thì ai mà hiểu biết đúng đắn thì người đó được an lạc. Thật ra thì giữa hạnh phúc và đau khổ nó đến rất nhiều vào cái nhìn của mình. Cái nhìn, bởi vì họ nói rằng cái nhân sinh quan quan trọng lắm. Người Mỹ họ hay nói là positive thinking. Positive thinking tức là cái nhìn tích cực, nhìn tích cực. Chúng ta có sống lâu thì chúng ta mới hiểu rằng cái nhìn là ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta rất là nhiều. Nếu chúng ta không có cái nhìn đủ chân xác thì chúng ta sẽ khổ. Ví dụ bây giờ một đứa nhỏ mà nó thấy cái mặt trăng ở trong cái bụng nước mà đòi cha mẹ phải lấy cho nó bằng được, mà tập cha mẹ nó làm sao mà mặt trăng trong bụng nước lấy được con, mà nó khóc, nó có thấy, con thấy trong bụng nước mà nó khóc, thì nó phải chịu thôi, không làm gì được. Thì chúng ta đòi hỏi cuộc sống là thường là hoàn hảo, cuộc sống hoàn toàn theo ý muốn, theo chủ quyền của mình, và cả ba điều đó đều không được thì chúng ta khổ là do chúng ta chấp thủ thôi. Chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Ngày thứ ba chúng ta sẽ trở lại với một bài kinh khác của sách chắc khác, với những cái một số cái ý nghĩa cũng rất là thú vị liên quan đến nhân vật này. Xin đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp quý ấp Thưa Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường, trăm chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.